Là người trẻ và sinh viên trong nghề tài chính đang quan tâm đến chứng chỉ CFA, chuyên gia phân tích đầu tư tài chính, anh chị có từng tự hỏi liệu chứng chỉ CFA có tạo ra khác biệt và ưu thế trong nghề nghiệp tài chính? Chương trình học CFA có những chủ đề nào, mức độ khó ra sao, lộ trình học và thi CFA nào hiệu quả nhất? Cùng vô vàn những câu hỏi băn khoăn khác. Nếu anh chị tìm thấy chính mình trong những câu hỏi trên, thì buổi hội thảo giới thiệu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi CFA do Smart Trend, đối tác đào tạo CFA được cấp quyền chính thức của Viện CFA Hoa Kỳ tổ chức, sẽ giúp anh chị giải đáp những thắc mắc này. Ngay sau đây thì không để quý vị phải chờ đợi lâu, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Đỗ Thanh Tùng sẽ chia sẻ kinh nghiệm thành công với chứng chỉ CFA. Tôi xin giới thiệu đôi nét về anh. Anh Đỗ Thanh Tùng hiện đang là giám đốc phân tích đầu tư của một công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam. Anh sở hữu chứng chỉ CFA và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính, quản lý quỹ đầu tư cho các công ty lớn như Masan Group, Vingroup, CII với nhiều thương vụ đầu tư thành công có giá trị lên đến 1 tỷ đô la. Anh có hiểu biết sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng thông qua thời gian làm kiểm toán tại Deloitte Việt Nam, chuyên phân khúc khách hàng ngân hàng và các công ty dịch vụ tài chính tín dụng như Vietinbank, Vietinbank Capital, SCIC. Anh thường được mời làm giám khảo và diễn giả trình bày các chuyên đề về tài chính và đầu tư tại nhiều sự kiện của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học. Tại Smart Trend, anh tham gia giảng dạy các chuyên đề về tài chính và đầu tư chương trình CFA với gần 6 năm kinh nghiệm và là một trong những các giảng viên được nhiều học viên yêu thích. Xin trân trọng kính mời anh. Cảm ơn bạn. Thì chắc là anh cũng chia sẻ qua một tí về cái background của mình cũng như là cái lý do tại sao hồi xưa anh học CFA, bởi vì thực ra thì bây giờ bạn nào khi mà các bạn đã ngồi đây rồi thì các bạn đâu đấy các bạn đã tìm hiểu sơ qua về chương trình CFA rồi đúng không? Thì anh giới thiệu một chút là cái hồi anh thì là học học viện ngân hàng, cái background của anh là học về tài chính và ngân hàng. Đó, thì thực ra cái hồi mới ra trường là mình hồi đấy CFA rất là mới, anh nhớ anh ra trường năm 2013, thời đấy số lượng CFA tại Việt Nam chắc chỉ khoảng mấy chục. Và cho đến thời điểm này là gần 10 năm rồi thì số lượng CFA tại Việt Nam nó lên đến khoảng hơn 300 người. Anh không có nhớ con số chính xác nhưng mà phải hơn 300 người rồi. Thì càng ngày thì cái cộng đồng CFA và số lượng người CFA càng ngày nó càng nhiều lên. Và nó cũng thể hiện được cái sự hiểu biết về cả cũng như cái thị trường tài chính chúng ta ngày càng phát triển. Và cái nhu cầu về việc tuyển dụng những người mà có bằng CFA thì ngày càng nó gia tăng lên. Đó. Thì thế thì để mà giải đáp thắc mắc các bạn là cái CFA nó là gì thì tí nữa chắc chúng ta sẽ đi sâu hơn, nhưng mà về cái lợi thế khi mà chúng ta có CFA ấy, thì nó sẽ có nằm rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là các em biết rằng là nếu mà em đã tìm hiểu qua về CFA, chúng ta sẽ có học khoảng 10 môn, trong đó là sẽ có những cái kiến thức cơ bản về thứ nhất là về kinh tế vĩ mô này, rồi các kiến thức về toán, đúng không? Ví dụ như là xác suất thống kê, xây dựng những mô hình kinh tế lượng, rồi là kiến thức về các phân tích báo cáo tài chính để các em đọc hiểu một cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp nó vận hành như thế nào. Rồi tiếp đến là các môn như là các công cụ đầu tư như là fixed income là trái phiếu này, rồi là cổ phiếu có equity, các em được học các môn về derivative phái sinh. Rồi là học các môn về công cụ đầu tư khác, ví dụ như là bất động sản này, hàng hóa này, commodity này. Đấy. Rồi là các quỹ đầu tư trên thị trường như thế nào, đầu tư qua đó như thế nào này. Và mà môn cuối cùng đó là portfolio management, có nghĩa là quản lý đầu tư, đó, quản trị danh mục đầu tư. Thế thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái chương trình học ấy, nó có 10 môn như thế, thì lý do tại sao CFA chúng ta phải bắt chúng ta học lên đến những 10 môn như thế và phải thi cùng một lúc 10 môn ấy. Thì em hiểu đơn giản như này, khi mà chúng ta tham gia về thị trường tài chính ấy, thì thị trường tài chính nôm na nó là gì, là nơi mà cái dòng tiền cái dòng tiền của toàn bộ thị trường nó luân chuyển. Cái dòng tiền của toàn bộ thị trường nó luân chuyển vào đâu? Từ những cái nơi mà những người dư thừa vốn, đúng không? Ví dụ như là những cái cá nhân, những cái tổ chức trên thị trường họ dư thừa vốn, họ phải tìm ra một cái công cụ đầu tư. Một cái công cụ đầu tư dễ nhất trên thị trường em thấy đó là gửi tiền vào ngân hàng, sau đó đó là bắt đầu đầu tư vào trái phiếu, sau đó là đầu tư vào cổ phiếu, vân vân.
Thế thì thông qua những cái công cụ đầu tư đó thì những người dư thừa tiền họ đưa tiền cho những ai? Họ đưa tiền cho những người cần tiền, ví dụ những doanh nghiệp trên thị trường người ta cần tiền chẳng hạn. Đấy thì họ sẽ phát hành ra những cái công cụ như thế, là phát hành ra gì ạ? Chứng chỉ tiền gửi, phát hành ra trái phiếu, phát hành ra cổ phiếu để huy động vốn từ những người đang dư tiền đó. Đó, thế thì một cái thị trường tài chính nó luân chuyển cái dòng tiền như vậy ấy. Thế thì để mà đánh giá được xem là chúng ta nên đầu tư vào một cái công cụ nào đó ấy, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là hiểu là một cái nền kinh tế vĩ mô nó được vận hành như thế nào, cái chu kỳ nền kinh tế chúng ta đang ở giai đoạn nào, đúng không? Ví dụ như là trong giai đoạn tăng trưởng thì cổ phiếu nó tăng trưởng rất là tốt, trong giai đoạn suy thoái thì chúng ta nên tránh những cái cổ phiếu chu kỳ, chúng ta nên đầu tư vào những cổ phiếu phòng thủ ạ. Đấy thì tất cả những yếu kiến thức về kinh tế vĩ mô nó giúp chúng ta hiểu được rằng là trạng thái của nền kinh tế chúng ta như nào, chúng ta nên đầu tư công cụ nào. Sau khi xác định được trạng thái chu kỳ kinh tế rồi, chúng ta bắt đầu đi đến rằng là phân tích ngành xem là ok, đối với cái trạng thái nền kinh tế này này thì chúng ta nên đầu tư vào ngành nào, chúng ta nên đầu tư vào ngành thép hay đầu tư vào ngành ngân hàng hay đầu tư vào ngành bán lẻ vân vân. Đó, rồi sau khi chúng ta chọn ngành rồi, chúng ta bắt đầu đi đến cái phần gọi là đánh giá xem một cái doanh nghiệp trong ngành này nó có tốt hay không, đúng không? Ví dụ các em xác định trong ngành thép chẳng hạn, chúng ta hay nghe đến Hòa Phát, thì lý do tại sao Hòa Phát nó lại tốt hơn, chúng ta phân tích những cái chỉ số tài chính của nó, phân tích những cái triển vọng kinh doanh của nó, phân tích của nó cái lợi thế competitive advantage của nó so với những cái doanh nghiệp cùng ngành của nó như thế nào. Đó, thì đấy là tiếp theo là đến kiến thức về phân tích báo cáo tài chính. Rồi thì từ những cái kiến thức đấy các em vận dụng được để chúng ta đánh giá xem là ok, chúng ta nên đầu tư vào công cụ nào, chúng ta đầu tư vào trái phiếu hay chúng ta đầu tư vào cổ phiếu. Đó, hay là chúng ta đầu tư vào bất động sản trong từng cái chu kỳ kinh tế như thế. Đấy thì toàn bộ những kiến thức đấy em sẽ được học ở trong CFA. Và gần như là các em sẽ thấy là CFA chúng ta có 3 level, đúng không? Level 1, level 2, level 3. Và mỗi một level nó có một cái kiến thức nó nâng cấp hơn lên rất là nhiều. Đó, và cái độ khó càng ngày nó càng gia tăng qua từng môn học. Đó. Thế thì để mà nói về cái lợi thế khi các em có CFA ấy, thì như thế này. Các em cứ tưởng tượng là bây giờ là trên thị trường tài chính chúng ta về công ty chứng khoán đi, thì hiện tại trên thị trường chứng khoán chúng ta công ty có khoảng 30-40 công ty. Thì các em cứ nhìn vào trong cái danh sách các công ty chứng khoán thì top 10 các công ty chứng khoán nó sở hữu đâu đấy khoảng 50-60% về thị phần về giao dịch cổ phiếu. Thế thì mỗi năm các công ty này tuyển dụng không nhiều, bạn tuyển dụng không nhiều. Đặc biệt là những cái vị trí cốt lõi, ví dụ như là chuyên viên phân tích cổ phiếu, hoặc là chuyên viên về investment banking, chuyên viên về tư vấn các nghiệp vụ về tài chính doanh nghiệp đấy. Ví dụ như là giúp doanh nghiệp đi M&A, tư vấn giúp doanh nghiệp đi huy động vốn cổ phiếu, tư vấn doanh nghiệp huy động vốn trái phiếu đấy. Thì những vị trí đấy nó rất là cạnh tranh và cái số lượng tuyển hàng năm nó không nhiều. Đó, đấy là cái số lượng về công ty chứng khoán. Tiếp nữa là các quỹ đầu tư, đúng không? Các em thấy là quỹ đầu tư thì trên thị trường chúng ta bây giờ là hàng năm gần như là tuyển rất là ít, gần như là họ, và họ cần những cái nhân sự mà có những cái số năm kinh nghiệm rất là lớn, đúng không? Và có phải có background rất là tốt. Rồi là ngoài ra các em có thể làm ở những vị trí như trong doanh nghiệp, đúng không? Trong doanh nghiệp thì cũng sẽ có những cái ban như kiểu là ban đầu tư đó, cũng cần những cái người là chuyên để đi gọi là M&A giúp cái doanh nghiệp đấy. Ví dụ các em hay nghe đến Masan Group này, Vin Group này, và những cái tập đoàn lớn ấy, họ thường có những cái bộ phận M&A đó để mà để giúp doanh nghiệp họ tiếp cận đi đầu tư thêm nhiều cái dự án, đầu tư thêm nhiều các công ty để mà gia tăng hệ sinh thái của họ đó. Rồi tiếp nữa là một cái bộ phận trong doanh nghiệp mà em có thể làm, đó là trong bộ phận nguồn vốn, hoặc là bộ phận capital market là thị trường vốn ấy, là giúp doanh nghiệp đi huy động vốn về, rồi có cái vốn đấy để đi đầu tư vào cái dự án, đi đầu tư vào cái dự án M&A vân vân. Đó, đấy cũng là một cái bộ phận trong doanh nghiệp cũng rất là hot. Rồi ngoài ra thì trong ngân hàng thương mại thì các em cũng có thể làm các bộ phận như là phân tích tín dụng này, rồi là bộ phận treasury, bộ phận nguồn vốn của ngân hàng. Đấy thì anh thấy là bốn cái vị trí đấy là gần như là mỗi năm nó tuyển không nhiều và nó đòi hỏi rất là lớn. Và lý do đó tại sao CFA nó lại là một cái lợi thế, bởi vì là anh không nói ở đây là CFA nó là một cái gần như là điều kiện tiên quyết và một cái chứng tỏ gì đấy là mà em gọi là em rất giỏi hay là gì đấy, mà anh chỉ đơn giản nói là gì, CFA nó thể hiện cho một cái sự commitment, thể hiện cho một cái sự gọi là cam kết là em đang dấn thân, gọi là bước vào một cái nơi gọi là rất là professional, một cái nơi rất là chuyên nghiệp, nơi mà có những cái cộng đồng của những người CFA, ví dụ ở Việt Nam có khoảng hơn 300 người CFA, là những người sử dụng một cái ngôn ngữ chung,
để nói về những cái công cụ tài chính, không người nói về thị trường tài chính, để họ có thể nói với nhau rất là dễ dàng, trao đổi với nhau rất nhiều về concept về tài chính một cách đơn giản nhất hoặc một cách dễ hiểu nhất. Đấy. Và cái CFA nó cũng thể hiện cho là gì, là bây giờ giúp em stand out, nổi bật hơn trong những cái gọi là những cái bạn đồng trang lứa, đúng không? Ví dụ là cùng một là hai bạn ứng viên rất xuất sắc, nhưng bạn này có CFA chẳng hạn, nó thể hiện cho là em đã có sự tìm hiểu sâu sắc và sự tìm hiểu nghiên cứu rằng là CFA là một cái tấm bằng gọi là công nhận toàn cầu về cái việc mà chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Đấy, thì bên cạnh cái việc mà kiến thức, ngoài ra là nó thể hiện cái sự danh tiếng khi mà em có được cái tấm bằng này. Và các em sẽ thấy là cái để ý là cái thông tin tuyển dụng của các công ty chứng khoán, còn công ty quản lý quỹ cũng như là các ngân hàng ấy, bây giờ là sẽ để là ưu tiên CFA, đúng không? Ưu tiên CFA level 1 hay là ưu tiên CFA level 2 hoặc là ưu tiên CFA chapter holder sẽ tùy từng level của em. Thế thì cụ thể như là công ty anh ấy chẳng hạn, thì gần như là các bạn trong team anh hồi xưa là team phân tích ấy, là team phân tích đầu tư ấy, gần như bạn nào cũng có CFA. Đó, hoặc là lúc mà tuyển vào thì sẽ là tuyển hoặc là ít nhất phải có CFA level 1 hoặc CFA level 2. Đó. Kể cả các bạn đã có kinh nghiệm rồi hay là các bạn mới ra trường ấy, thì khi các bạn có cái đấy thì rất dễ để anh thấy được rằng là các bạn hiểu cái concept nó rất là nhanh, các bạn hiểu được cái thị trường vận hành như thế nào, các bạn hiểu được những cái tối thiểu nhất để mà giúp các em có thể làm việc được. Đó. Bên cạnh cái việc là cái kiến thức thực tế. Thì tuy nhiên đấy là cái lợi thế của CFA nó là như vậy, nhưng mà anh cũng tư vấn thêm với các bạn đó là khi các bạn ở trên ghế nhà trường ấy, ngoài cái việc là chúng ta trau dồi kiến thức ở nhà trường này, chúng ta đi học CFA để chúng ta có những cái tấm bằng trong tương lai, thì bên cạnh đó thì các em cũng nên trau dồi cho mình những cái kiến thức thực tế, ví dụ như là hiểu biết về đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thực tế trên thị trường nhà, đúng không? Trên sàn chúng ta bây giờ có khoảng 600-700 mã nên biết. Các em cũng cần phải biết rằng là những doanh nghiệp đấy nó hoạt động trong những ngành nghề gì, cái lợi thế cạnh tranh nó như thế nào, nó đang bán những sản phẩm gì và tại sao nó tốt hơn những doanh nghiệp kia. Rồi các em cũng phải tìm hiểu về là cách xây dựng cái financial modeling, mô hình, các em phải dựng được cái mô hình định giá, hiểu được cách thức định giá của một doanh nghiệp như thế nào, hiểu cách thức định phân tích ngành nghề, hiểu xem rằng là chúng ta phải nắm được rất nhiều ngành nghề khác nhau, đúng không? Ví dụ là kiến thức về nền, về tài chính chỉ giúp các em gọi là có những kiến thức nền tảng thôi. Còn kiến thức về những cái ngành nghề cụ thể, ví dụ như các em phải hiểu về ngành thép, các em phải hiểu về ngành bất động sản, các em hiểu về ngành chăn nuôi, thì lúc đấy chúng ta mới có thể đánh giá được một cái doanh nghiệp đấy nó có tốt hay không. Đó thì đấy là ngoài ra thì chúng ta còn phải trau dồi những cái kỹ năng khác nữa bên cạnh cái kiến thức về CFA đấy. Thì anh chia sẻ thêm về những cái lý do mà tại sao chúng ta cần CFA và những cái lợi thế là như vậy. Thực ra thì bây giờ nói sao thì là có nghĩa là cái CFA nó gần như là theo anh biết nó gần như là cái chắc chắn mà gần như ai cũng phải có khi mà em muốn dấn thân vào lĩnh vực tài chính rồi. Thì để mà được học tốt CFA ấy, thì anh cũng muốn chia sẻ thêm các bạn là gì, như các em thấy là cái kiến thức CFA nó rất là nặng, nó bao gồm 10 môn. Thì làm thế nào để chúng ta học được tốt ấy, thì anh nghĩ là có rất là nhiều cách. Theo CFA recommend ấy, là các em phải dành ra ít nhất là 300 giờ, đúng không? 300 giờ để các em học được và học để thi CFA một cách gọi là tốt nhất. Đấy là theo thống kê của viện CFA. Và còn trên kinh nghiệm của anh ấy, là đâu đấy là các em phải đọc rất là nhiều lần, đúng không? Ít nhất là học 2 lần đối với những cái môn mà CFA để các em có thể đi thi được. Bởi vì các em biết là đi thi CFA nó rất là áp lực. Buổi sáng em cũng thi, buổi chiều em cũng thi. Với số lượng là lên đến là anh nhớ bây giờ là khoảng 180 câu. Đấy, 90 câu buổi sáng và 90 câu buổi chiều. Và mình sẽ phải thi liền 180 câu đấy và trong 10 môn học. Đó, và chỉ thi trong vòng một ngày thôi. Đó. Là cái áp lực nó rất là lớn. Thì cái cách thức mà chúng ta để có thể gọi là trau dồi được những cái môn học đấy, thứ nhất là gì? Anh nghĩ là một phần các em đã, những bạn nào mà có background về finance tốt ấy, là đâu mà đã học về chuyên ngành tài chính hoặc chuyên ngành ngân hàng ở trong các trường đại học ấy, thì đâu đấy nó cover được khoảng 60-70%. Đó, còn 30-40% còn lại là các em sẽ đọc sách này, rồi là các em đi học từ các thầy cô đó. Thì và kết hợp với những kiến thức thực tế khi mà các thầy cô chia sẻ nữa, thì đâu đấy là cái kiến thức của mình nó sẽ thu nạp được rất là nhanh và hiệu quả. Bởi vì các em biết là mỗi một quyển sách của CFA nó rất là dày, đúng không? Và chúng ta có khoảng 6 quyển sách như thế, mỗi quyển dày khoảng 300-400 trang. Đấy, thì nó sẽ lên đến là các em phải đọc rất rất là nhiều. Đấy, thì nếu mà chúng ta không có thời gian thì
thông qua cái việc là thầy cô đưa truyền tải những kiến thức, truyền tải những cái kiến thức thực tế về để mà các em có thể kết hợp được giữa lý thuyết và thực tế thì là cái việc học chúng ta nó sẽ nhanh hơn. Đó, thì anh chia sẻ để thêm những cái kinh nghiệm của mình nó như vậy về thực tế cũng như là cái quá trình mà anh học. Bởi vì thực ra là cái em biết là anh nghĩ là các em càng học sớm thì sẽ càng tốt, vì chúng ta đang có hai xu hướng. Một là những cái bạn là đang học trên ghế nhà trường, đúng không, năm 3, năm 4 chúng ta muốn đi học, thì anh nghĩ là theo anh cũng nên như thế, đó nghĩa là chúng ta học càng sớm càng tốt thì vì chúng ta cũng không bị quá bận trong công việc. Còn tất nhiên là khi mà các em đi làm rồi, cái thời gian công việc nó sẽ bận bịu hơn rất là nhiều. Thì tuy nhiên bù lại là gì, khi các em đi làm thì cái kiến thức của mình nó đã vững chắc hơn, đúng không, chúng ta hiểu được cách nhanh nhất, gọi là hiểu, gọi là những cái concept cơ bản về tài chính, thì cái đấy cũng được, cũng là một cái option khi mà các em muốn học. Sếp ơi, đó là chúng ta đi làm đâu đấy khoảng 1-2 năm, hoặc là thậm chí có anh thấy cũng bạn có những cái bạn mà đi làm 5-6 năm rồi nhưng các bạn muốn chuyển nghề đấy, thì các bạn học chuyển học sếp ơi, tất nhiên là cái thời gian của mình sẽ gọi là tight hơn rất là nhiều, chúng ta sẽ áp lực hơn rất là nhiều. Đó. Còn trên thực tế anh thấy rằng là gì, là khi mà mình đã học rồi, ví dụ mình học trước đi, anh là hồi năm thứ tư là anh học rồi, và sau 2 năm đi làm cái năm thứ hai là anh đã xong CBA rồi, thì anh cảm thấy là gì, khi mình càng học rồi mình đi làm dần thì kiến thức nó ngấm dần, đúng không, mình lại quay lại đọc thì đâu đấy là những cái kiến thức nó sẽ được bổ trợ và nó add on thêm cho các em rất nhiều. Cho nên là nó không mai là cái việc chúng ta học sớm hay học muộn, miễn là gì chúng ta có kiến thức nền tảng mà chúng ta áp dụng nó trên thực tế thì lúc đấy là nó sẽ cái advance được cái career của mình rất là nhiều, và nó sẽ cảm thấy là gì, chúng ta học nó rất là có ích. Và thực tế anh thấy là gì, CFA nó giúp cho cái công việc của anh nó rất là nhiều. Về bây giờ, hồi xưa là anh làm phân tích đầu tư, còn bây giờ là anh làm chuyên đi làm huy động vốn, tư vấn cho khách hàng để huy động vốn cổ phiếu, huy động vốn trái phiếu, và gần như là kiến thức anh sử dụng rất là nhiều khi mà anh học trong CFA. Đó, thì đấy là những cái chia sẻ cơ bản của anh về chương trình cũng như là những cái lợi thế khi các em học của CFA. Thì dành lời cho bạn MC để chúng ta tiến hỏi đáp nhé. Các em có câu hỏi gì cứ raise lên để chúng ta chia sẻ với nhau. Cảm ơn các em. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ rất hữu ích của anh Đỗ Thanh Tùng. Thưa quý vị và các anh chị, thì tiếp nối chương trình để có thêm thông tin tổng quan về lộ trình học và thi chứng chỉ CFA, tôi xin được giới thiệu chị Lê Thị Linh, Ban Tư vấn Đào tạo Smart Trend sẽ có phần chia sẻ ngay sau đây. Xin trân trọng kính mời chị. Chào vâng ạ, xin chào tất cả các anh chị, xin chào tất cả các bạn sinh viên. Không biết là mọi người có nghe rõ không ạ? Vâng ạ, và trong chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin phép là thay mặt cho Smart Train sẽ giới thiệu một chút về những lộ trình học và thi CFA hiệu quả nhất đối với các bạn. Và ngay sau bây giờ thì tôi xin phép được share slide ạ. Vâng ạ, kính thưa tất cả các anh chị và thưa các bạn sinh viên đang tham gia vào chương trình hội thảo ngày hôm nay. Thì như các bạn cũng đã thấy thì như thầy Tùng cũng có chia sẻ, CFA là một chứng chỉ quốc tế và sẽ đem lại cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho đặc biệt là đối với các bạn sinh viên. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta có thể thấy một số những thông tin tuyển dụng mà có ưu tiên chứng chỉ thi CFA tại Việt Nam. Thứ nhất như là với KPMG là một trong 4 tập đoàn kiểm toán lớn, và rất nhiều các bạn sinh viên hiện tại bây giờ thì đều có mong muốn, nguyện vọng có thể là làm việc, có cơ hội làm việc trong 4 công ty kiểm toán này. Và KPMG thì cũng có yêu cầu khi mà tuyển dụng một vị trí là management, yêu cầu các bạn cần phải thi đỗ kỳ thi CFA bất kỳ một level nào thì sẽ là một điểm ưu tiên, một điểm cộng dành cho các bạn. Thứ hai nữa là đối với một số những cái công ty Việt Nam như là Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc gia Hà Nội thì cũng có yêu cầu chứng chỉ CFA đối với vị trí là trưởng phòng phân tích. Ngoài những chứng chỉ về bằng đại học là những chứng chỉ bắt buộc thì các bạn cũng cần phải hoàn tất CFA level 1 hoặc là level 2. Ngoài ra thì với vị trí như là về phân tích đầu tư tài chính thì với việc là các bạn đã qualify, tức là đã có chứng chỉ CFA hoặc là thi CFA ít nhất là 2 level thì đây là một điều kiện bắt buộc để các bạn có cơ hội được apply và có cơ hội được trải nghiệm vị trí công việc này. Sau đây thì tôi xin được phép giới thiệu tổng quan về Viện CFA Hoa Kỳ. Viện CFA Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1947.
Và tới hiện nay thì hiện viện CFA Hoa Kỳ đã có mặt tại hơn 165 quốc gia và đã có 156.800 hội viên. Viện CFA Hoa Kỳ chính là một tổ chức quốc tế mà dành cho các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực về phân tích đầu tư tài chính. Ngoài ra thì khi tham gia vào viện CFA, các anh chị cũng có cơ hội được chia sẻ, giao lưu kiến thức này, cũng như là được tăng cái cơ hội nghề nghiệp của mình, và cũng là một hình thức để chúng ta quảng bá các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp cao nhất. Hiện tại thì Smart Chain là một đối tác được ủy quyền đào tạo từ Viện CFA Hoa Kỳ, và các giảng viên tại Smart Chain thì hầu hết là 100%. Các anh chị giảng viên đều là người mà đã có chứng chỉ CFA để có cơ hội, và nếu như mà các anh chị đã có chứng chỉ CFA thì các anh chị hoàn toàn có thể tự tin giảng dạy các chương trình học CFA tại Smart Chain. Với chương trình tổng quan về chương trình chứng chỉ CFA, có lẽ thì chắc là tôi cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì là anh Tùng vừa rồi cũng đã có chia sẻ rất chi tiết về những lợi ích mà chúng ta đạt được không chỉ đối với các bạn sinh viên mà còn là các anh chị đi làm khi mà có chứng chỉ CFA này. Đặc biệt đó chính là điều mà khiến cho chúng ta trở nên nổi bật hơn so với các ứng viên khác, bởi vì nó được đánh giá rất cao tại các ngân hàng, các đầu tư, các công ty chứng khoán và các tập đoàn đa quốc gia. Và hiện tại bây giờ thì với những người mà đã có chứng chỉ CFA thì sẽ được miễn giảm môn thi trong bất kỳ kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề về kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam. Bởi vậy mà chúng ta có thể thấy rằng rất nhiều các anh chị đang làm việc trong lĩnh vực về chứng khoán thì đều có tham gia học tập hay là đều tham gia có chứng chỉ CFA rồi. Tiếp theo về kỳ thi CFA. Hiện tại kỳ thi CFA của chúng ta thì sẽ có 3 level. Từ level 1 tới level 3. Đối với level 1 thì sẽ có 4 kỳ thi trong một năm, đó là về kỳ tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Còn level 2 thì sẽ có 3 kỳ vào tháng 3 kỳ, và thông thường thì các bạn cần phải theo dõi về kỳ thi CFA trên website của Viện CFA để chúng ta có thể nắm được kỳ thi, bởi vì kỳ thi không cố định hàng năm mà sẽ có sự thay đổi trong tùy từng năm. Ví dụ chúng ta thấy là năm 2022 thì kỳ thi level 2 được tổ chức vào tháng 2, tháng 8 và tháng 11, nhưng mà đến năm 2023 thì kỳ thi level 2 lại được tổ chức vào tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Nên là các anh chị chúng ta cần phải theo dõi rất là chặt chẽ về lịch thi CFA này để không bị lỡ lịch thi. Và để khi mà đăng ký thi CFA thì các anh chị cần chuẩn bị về bảng scan màu passport hay là bảng scan giấy xác nhận học vấn. Đối với các anh chị mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học rồi thì chúng ta cần phải có bằng đại học. Còn đối với các bạn sinh viên thì chúng ta cần phải có giấy xác nhận sinh viên hoặc là các chứng chỉ tương đương, giấy xác nhận về kinh nghiệm làm việc. Điều kiện để có thể nhận được chứng chỉ CFA. Điều kiện đầu tiên đó là chúng ta cần phải thi đậu cả 3 kỳ thi của chương trình CFA. Và thứ hai nữa, đó chính là các anh chị cũng cần phải đảm bảo về thời gian kinh nghiệm làm việc, đó là chúng ta cần phải có đủ 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính, phải đăng ký trở thành hội viên của CFA và tuân thủ các quy định về đạo đức cũng như là tiêu chuẩn nghề nghiệp. Hiện tại bây giờ đối với chương trình học CFA thì chúng ta sẽ có 10 môn học. Trong cả 3 level chúng ta sẽ đều có 10 môn học, tuy nhiên là mức độ tỉ trọng các môn học sẽ được phân chia khác nhau với từng level. Ví dụ là ở level 1 thì chúng ta thấy rằng tỷ trọng tập trung khá là nhiều ở bộ môn đó là báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính. Tuy nhiên đến mức độ level 2 thì lại tập trung nhiều hơn ở các môn ví dụ như là fixed income này, hay là về cái phân tích đầu tư. Và level 3 thì cũng có sự phân chia khác nhau, bởi vậy nên là mức độ khó của các level cũng tăng dần từ level 1 tới level 3. Khi tham gia học chương trình học CFA thì các anh chị sẽ được cung cấp tài liệu. Thứ nhất là tài liệu do giảng viên của Smart Chain biên soạn. Thì cái này khi mà đăng ký học, các anh chị sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí từ Smart Chain. Ngoài ra thì các anh chị cũng cần chuẩn bị thêm đó là tài liệu Kaplan. Và với mức giá của tài liệu này thì các anh chị sẽ được tư vấn chi tiết hơn bởi đội ngũ tư vấn đào tạo cũng như đội ngũ chăm sóc học viên từ Smart Chain. Và khi mà có hai phần tài liệu này thì các anh chị hoàn toàn có thể tự tin tham gia các chương trình học tại Smart Chain rồi ạ. Về phí đăng ký thi, thì sẽ gồm có hai loại phí. Thứ nhất là phí đăng ký ban đầu, hiện tại bây giờ là $350. Và phí thi đối với các level thì sẽ có hai mức, đó là mức đăng ký sớm và mức đăng ký đúng hạn. Mức đăng ký sớm hiện tại bây giờ đang là $900 và mức đăng ký đúng hạn là $1,200. Mức phí này thì cũng đã có sự tăng nhẹ so với năm ngoái. Về quy định đóng sớm hay là đóng đúng hạn thì các anh chị lưu ý là chúng ta cần phải theo dõi trên website của Viện CFA để có thể nắm được cái mức quy định về thời gian đăng ký thi này.
Với chương trình học phí tại Smart Train hiện tại bây giờ thì Smart Train cũng đang có chương trình kỷ niệm 13 năm sinh nhật, nên là với chương trình ưu đãi khá là tốt với các gói học phí CFA từ level 1 tới level 3. Và thông tin chi tiết thì nếu anh chị các quan tâm thì có thể để lại thông tin với đội ngũ hỗ trợ sự kiện cũng như là bộ phận tư vấn của Smart Train sẽ hỗ trợ chi tiết cho các anh chị ạ. Ngoài những mức phí ưu đãi về học phí của từng level, hiện tại Smart Train cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt với chương trình sinh nhật kỷ niệm 13 năm. Đó là sẽ tặng một voucher trị giá 1 triệu đồng và sẽ giảm trừ trực tiếp khi mà các anh chị đăng ký chọn khóa CFA. Ngoài ra thì cũng sẽ có rất là nhiều những phần quà đến từ Smart Train, như là có ba lô, sổ tay hay là chuột không dây. Đặc biệt nữa, khi mà các anh chị đăng ký theo nhóm thì chúng ta cũng có những chương trình ưu đãi khá là tốt. Và trên màn hình hiện tại bây giờ thì chúng ta có thể thấy đây chính là một mẫu chứng chỉ CFA. Đó là khi mà các anh chị đạt đủ các yêu cầu về kỳ thi hay là kinh nghiệm làm việc cũng như là đạo đức nghề nghiệp thì các anh chị sẽ nhận được một giấy chứng nhận về mẫu chứng chỉ CFA như trên ạ. Sau đây thì tôi xin phép giới thiệu một chút về Smart Train. Smart Train chính là tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam và cung cấp các chương trình đào tạo. Ngoài CFA thì chúng tôi cũng có các chương trình đào tạo khác như là ACCA, CMA, CIA hay là CTP, IFRS và các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính. Smart Train thì được thành lập vào năm 2009 và tới nay thì đã có 13 năm kinh nghiệm. Ngoài ra Smart Train thì cũng có hai cơ sở đào tạo tại Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nên mà nếu các anh chị đang ở Hồ Chí Minh hay ở Hà Nội thì cũng rất thuận tiện trong việc là đăng ký và tham gia các khóa học về CFA. Tới nay trong vòng 13 năm thành lập và hoạt động thì Smart Train cũng rất là vinh dự khi đã có thể tổ chức các chương trình học cho tới 24.000 học viên cá nhân và hơn 1.700 khách hàng doanh nghiệp. Học viên của Smart Train thì đến từ rất nhiều những công ty, đến từ rất nhiều những lĩnh vực khác nhau, có cả các công ty, các tập đoàn lớn, ví dụ như là các công ty kiểm toán Deloitte hay là các ngân hàng như là ngân hàng về HSBC, ngân hàng BIDV hoặc là một số những công ty tập đoàn đa quốc gia như là Nestle. Hầu hết thì các học viên của Smart Train khi đến tham gia các khóa học Smart Train đều là những người mà đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và họ đều có những định hướng mục tiêu rõ ràng và đều đã trải nghiệm về những dịch vụ của Smart Train. Ví dụ như là chúng tôi có cung cấp dịch vụ về hỗ trợ tài liệu, đăng ký hay là Smart Train cũng thường xuyên tham gia tổ chức các buổi hội thảo về định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, kết nối để các bạn sinh viên sẽ có thêm những cơ hội làm việc trong tương lai. Hay là chúng tôi cũng có phòng tự học hay thư viện sách tham khảo. Ngoài ra thì Smart Train cũng cung cấp cho các anh chị học viên phòng học tiện nghi với các trang thiết bị hiện đại, Wi-Fi, bãi gửi xe hay là tea break. Vâng ạ, và phần trình bày của tôi thì đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các anh chị cũng như các bạn sinh viên đã chú ý lắng nghe. Nếu mà chúng ta có bất kỳ những câu hỏi hay là thắc mắc nào liên quan tới lộ trình học hay là việc đăng ký thi thì các bạn hãy raise hand hoặc là đặt câu hỏi. Thì ngoài các bạn trong đội hỗ trợ sự kiện thì có thầy Tùng và tôi sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn ạ. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin sạch cảm ơn phần chia sẻ đầy đủ của chị Linh Lê. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu hỏi đáp nha các anh chị. Thì buổi hội thảo ngày hôm nay là một cái cơ hội rất là đặc biệt để chúng ta có thể trực tiếp giao lưu và giải tỏa các cái thắc mắc về nghề nghiệp và chứng chỉ CFA với các chuyên gia trong ngành. Với các câu hỏi được đặt trực tiếp hoặc qua khung chat thì sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng ở cuối buổi. Vâng, và ở đây thì tôi xin phép là sẽ share cái màn hình. Vâng ạ, hiện thì các bạn cũng thấy trên màn hình thì chúng ta có 3 giải thưởng vô cùng hấp dẫn ở đây, bao gồm có một giải nhất là ba lô cao cấp của Smart Train, một giải nhì là chuột không dây và một giải ba là voucher trị giá 500.000 khi các anh chị mình đăng ký khóa học tại trung tâm ạ. Rồi, do đó các bạn hãy đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho các diễn giả của chúng ta ngay từ bây giờ nha. Để được ưu tiên giao lưu trực tiếp cùng diễn giả thì các anh chị và các bạn vui lòng mình ấn vào cái nút raise hand để ban tổ chức có thể hỗ trợ mở mic, và quý vị cũng có thể đặt câu hỏi bằng cách là gửi tin nhắn vào khung cửa sổ chat ạ. Vâng ạ, trong lúc chờ đợi các câu hỏi trực tiếp thì hiện tại ban tổ chức chúng tôi đã nhận được một số cái câu hỏi thông qua form đăng ký của các anh chị tham gia. Mời các diễn giả mình sẵn sàng tham gia phiên hỏi đáp nhé.
Vâng ạ. Và câu hỏi đầu tiên thì sẽ được đưa ra bởi bạn Phạm Anh Thư đến từ trường quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Bạn có đặt câu hỏi là chứng chỉ CFA có quyết định đáng kể đến khả năng nhận việc liên quan đến các cái công ty trong nước hay không? Thì đối với câu hỏi này, em xin phép được mời anh Đỗ Thanh Tùng sẽ giải đáp cho bạn Anh Thư ạ. Ok. Thực ra thì như anh nói đấy, có nghĩa là CFA nó sẽ được prefer. Và còn tất nhiên là để mà khi mà em đánh giá một cái bạn nào đấy có được nhận hay không ấy, khi mà phỏng vấn ấy, thì anh sẽ đánh giá trên rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà trước hết là các em sẽ thấy bây giờ chúng ta sẽ có rất là nhiều vòng, đúng không? Vòng CV, rồi là vòng test, rồi là vòng phỏng vấn. Thông thường anh thấy là sẽ trải qua 3 vòng như thế. Thế thì cái vòng CV ấy, nghĩa là mỗi một lần bọn anh sẽ chỉ mất khoảng một vài giây để lướt qua một cái CV nào đấy của bạn, bởi vì sẽ có rất rất nhiều CV nộp vào một cái vị trí nào đó. Thế thì cái kinh nghiệm của anh là khi mà anh nhìn vào CV, anh sẽ nhìn thứ nhất là gì? Các em học ở đâu? Các em đã có những cái chứng chỉ gì? Đó. Bên cạnh đó thì là bởi vì các em mới ra trường mà các em đã có kinh nghiệm làm việc gì đâu? Đó. Nếu đặc biệt là các bạn sinh viên, đúng không? Rồi là các hoạt động các bạn đã tham gia. Thế thì đâu đấy là nếu mà các bạn có CFA ấy thì cái sự ưu tiên nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đó. Và nó cũng cho thấy là gì, là ok, bạn này đã có cái sự hiểu biết rồi, đúng không? Chứ bây giờ là cái việc mà để mà em stand out được so với các ứng viên khác thì anh nghĩ là đối với những cái bạn sinh viên mới ra trường thì nó sẽ chỉ nằm ở thứ nhất, một là cái bằng cấp, thứ hai là các hoạt động ngoại khóa, và thứ ba là em đã có tham gia những chương trình như kiểu CFA Research Challenge, đúng không? Đây là một cái hoạt động mà đâu đấy là những cái bạn đấy đó đã thể hiện cho mình là bạn đã có những cái kỹ năng làm việc cơ bản, hiểu biết cơ bản về thị trường tài chính, về đầu tư các thứ. Đó. Rồi tiếp theo đến vòng thứ hai là vòng test, thì các em sẽ được test các kỹ năng ví dụ như là viết báo cáo, rồi là modeling, dựng mô hình tài chính này nọ. Đấy. Rồi đến vòng thứ ba, vòng phỏng vấn. Thế thì đến vòng thứ ba chúng ta mới được gọi là nói với các anh chị đấy là em giỏi như thế nào. Thế thì ok, để mà đến được cái vòng đấy thì các em đã phải đến cái vòng 1, vòng 2 trước rồi, nên là nghĩ là cái CFA nó sẽ chiếm cái xác suất thành công của bọn em trong vòng 1 nó rất là cao. Còn thực sự nếu bạn nó không có CFA thì anh nghĩ nó cũng không hẳn là một cái kém, nhưng mà lúc đấy em sẽ phải có một cái skill khác để chứng minh cho anh được một cái năng lực thì đấy em thực sự stand out so với các bạn khác. Không, ví dụ như em đã tham gia CFA Research Challenge, em đã tham gia những hoạt động về nghiên cứu này nọ, về thị trường, về vĩ mô, về những cái doanh nghiệp trong ngành như thế nào đấy. Đó, thì đấy là anh chia sẻ về cái kinh nghiệm thực tế khi anh đi phỏng vấn và đi tuyển dụng những cái bạn để mà áp vào các vị trí trong các quỹ đầu tư của các công ty chứng khoán. Đó. Ok, câu hỏi tiếp theo các bạn là... Dạ vâng ạ, cảm ơn cái câu trả lời từ anh Đỗ Thanh Tùng ạ. Và câu hỏi tiếp theo thì sẽ đến từ một bạn sinh viên tên là Nguyễn Phúc Minh đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì bạn có đặt câu hỏi là sinh viên năm mấy có thể học CFA và thời điểm thi lúc nào là thích hợp ạ? Thì đối với câu hỏi liên quan đến các bạn sinh viên thì chắc là tôi xin phép được mời chị Linh Lê sẽ giải đáp về câu hỏi này cho bạn Phúc Minh nhé. Xin mời chị ạ. Xin cảm ơn MC và xin cảm ơn câu hỏi của Phúc Minh. Chắc hẳn là đây là một câu hỏi mà có khá nhiều các bạn sinh viên cũng đang thắc mắc. Thì thật ra về thời điểm mà các bạn có thể học CFA, CFA thì các bạn có với chương trình CFA level 1 thì các bạn hoàn toàn đã có thể học bắt đầu từ năm 2, và có rất nhiều các bạn sinh viên năm 2 đang học CFA tại Smart Train. Đây là thời điểm mà các bạn đã bắt đầu vào học các môn chuyên ngành ở trường. Nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể tự tin từ đầu năm 2 là mình đã có thể học CFA được rồi. Và đặc biệt đối với là chương trình CFA level 1 nhé. Và về câu hỏi là thời điểm thi lúc nào là thích hợp nhất, thì các bạn với chương trình CFA level 1 thì các bạn sẽ có 4 kỳ thi trong một năm, đó là kỳ tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11. Thì các bạn nên trước các kỳ thi khoảng ít nhất là khoảng 6 tháng thì các bạn nên tham gia học và ôn thi. Khi mà các bạn có thể chuẩn bị một thời gian trước để mình vững kiến thức, và khi mà các bạn cảm thấy sẵn sàng ngoài những kiến thức mà từ trung tâm hoặc là từ việc học ở trên trường thì các bạn cần có thêm thời gian để tự học nữa. Khi đó thì các bạn đã có thể tham gia thi được rồi. Đấy là đối với các bạn sinh viên. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có thể học và thi CFA level 1 bắt đầu từ năm 2. Còn đôi
Đối với các chương trình level 2, level 3 thì sẽ yêu cầu là các bạn cần phải có bằng đại học, nên là thời điểm mà các bạn có thể học level 2 thì có lẽ là gần các khi mà các bạn tốt nghiệp rồi thì các bạn có thể học level 2, để khi mà các bạn tốt nghiệp và nhận bằng thì các bạn sẽ có cơ hội để được thi level 2 và level 3. Nên xin cảm ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn cái phần chia sẻ của chị Linh Lê ạ. Thì chắc là cái câu trả lời này cũng đã giải đáp được phần thắc mắc của bạn Phúc Minh rồi. Thì ngay sau đây thì tôi nhận được cái phần tín hiệu từ phía khán giả của chúng ta, chị Đỗ Thị Tình, chị ấy đang raise hand ạ. Thì tôi xin mời phía bộ phận kỹ thuật hỗ trợ mở mic cho chị Tình có thể tham gia phần hỏi đáp này nha. Rồi, mời chị Tình mình tham gia đặt câu hỏi nha chị. Alo, chị Tình nghe rõ không ạ? Chị nghe rồi, bên em có nghe được không nhỉ? Dạ vâng ạ, à, hiện bên em đang nghe rất là rõ, mời chị Tình mình đặt câu hỏi nha. Chị thì đang hỏi cho con trai chị, thực ra là rất tiếc là hôm nay bạn ấy đang học cái môn cao học lại trùng với cái lịch hội thảo của mình, cho nên là con không tham gia được. Tuy nhiên là chị đang quan tâm đến chương trình này, thì chị đang muốn hỏi lộ trình tư vấn một chút, là bạn nhà chị thì vừa học xong Đại học Anh Quốc Việt Nam ngành tài chính kế toán, và bạn bắt sang luôn học thạc sĩ của Học viện Ngân hàng nhưng mà cũng là hệ liên kết quốc tế với Đại học của Anh Quốc, là ngành tài chính và đầu tư. Thế thì chị đang có lộ trình dự kiến với con là con chỉ học thạc sĩ có 1 năm thôi, thì đến khoảng tháng 10 2023 thì con sẽ kết thúc chương trình. Thì chị muốn là sau đó thì con sẽ bắt vào CFA Level 1 luôn. Thì chị muốn là từ thực tiễn của diễn giả ấy, thì bạn tư vấn xem là cái lộ trình như vậy đối với con ấy thì nó đã là phù hợp nhất chưa? Bởi vì thực tế là nếu muốn đẩy lên sớm thì chị cũng sợ là chương trình nó hơi gấp, thì bởi vì con học thạc sĩ thì có 1 năm thôi. Nhưng mà chị nhìn các môn của con hiện tại thì nó cũng rất là tương đồng với chương trình CFA. Thế thì chị cũng muốn là bên em tư vấn hộ chị xem là với con thì lộ trình như nào nó sẽ phù hợp. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, à, xin cảm ơn câu hỏi từ phía chị Tình ạ. À, đối với phần câu hỏi này thì tôi xin phép được mời diễn giả của chúng ta Phúc anh sẽ giải đáp câu hỏi này cho chị Tình nha. Anh Đỗ, xin mời anh Đỗ Thanh Tùng ạ. Dạ. Cảm ơn chị. Ra thì tại vì là bạn là chị thì là đã có học về đại học rồi này, đã có background về tài chính rồi này. Còn em nghĩ là chương trình thạc sĩ là tài chính là cũng cover khá là nhiều môn trong CFA đấy. Thực ra em nghĩ là trong trường đại học đã cover được khoảng 50-60% CFA level 1. Còn chương trình thạc sĩ tài chính nó cũng đã cover lên đến một phần của CFA level 2. Thì nên là cái việc bạn ấy muốn vừa có bằng thạc sĩ và muốn có bằng CFA thì em nghĩ là nó cũng cũng có thể là cũng nên, hoặc là nói chung nó sẽ có rất là nhiều hướng đi. Ví dụ như em là học về cử nhân về tài chính ngân hàng, sau đó em học CFA, và bởi vì bản chất là CFA nó có thể tương đương với thạc sĩ tài chính rồi, cho nên là mình cân nhắc là khi mặc dù là mình có thạc sĩ tài chính rồi nhưng mà mình muốn có một cái chứng chỉ để về trong chuyên gia tài chính ấy, thì mình vẫn có học thêm, bởi vì lệ CFA level 3 thì trong những cái môn trong chương trình thạc sĩ tài chính có thể nó chưa cover được. Còn là về lộ trình học ấy, thực ra là vì bạn đã được học trong trường rồi nên đâu đấy cái việc để các bạn học trong CFA nó sẽ dễ dàng và nhanh hơn. Nên em nghĩ là nếu các bạn có thể handle được về về mặt áp lực, về mặt học hành cũng như là áp lực về việc thi cử CFA, thì nếu để tiết kiệm thời gian thì chúng ta nên học song song. Và em nghĩ là cái kiến thức của bạn ấy trong 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 kiến thức về thạc sĩ là đã giúp các bạn ấy thi rất là tốt trong CFA rồi đó. Thế còn để mà về mặt thực tế lộ trình thì em sẽ thấy là gì, các bạn thường có CFA xong các bạn sẽ có thể hướng tiếp tục đi học về MBA chẳng hạn, là thạc sĩ về quản trị kinh doanh đấy, thì cái đấy là những cái hướng rộng mở hơn trong tương lai. Bởi vì tài chính thì chúng ta sẽ chỉ dừng ở mức là thạc sĩ tài chính và CFA, ok xong thì để mà lên tiếp tục đến cái level manager, level quản lý ấy, chúng ta sẽ tiếp tục đi học những cái bằng cấp kiểu như vậy là MBA để thạc sĩ quản trị kinh doanh. Còn tất nhiên là trên thực tế ví dụ ở cơ quan em chẳng hạn thì sẽ có rất nhiều người ví dụ là tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Úc, thạc sĩ tài chính ở Mỹ, nhưng đồng thời họ cũng có những cái về CFA, bởi vì là CFA nó sẽ thể hiện cho mình cái chứng nhận về 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 nghề. Còn thạc sĩ nó sẽ là về học vị nhiều hơn, nó sẽ mang tính gọi là academic, mang tính chất gọi là học thuật nhiều hơn. Còn CFA nó sẽ mang tính chất ứng dụng nhiều hơn. Đấy thì cái mà mình nên cân nhắc là mình kết hợp cả hai cái chương trình đấy với nhau.
Thật ra thì em có bổ sung một chút là đối với các anh chị mà đã có nền tảng background về tài chính hoặc là cũng đã đi học thêm thạc sĩ thì em nghĩ là CFA cũng không phải là một thách thức hay là một cái vấn đề gì quá khó đối với anh chị. Và hơn nữa thì về vấn đề thời gian học tập thì hiện tại bây giờ đối với các chương trình CFA tại Smart Train thì đa số là mình sẽ học vào buổi tối hoặc là cuối tuần, cũng có sẽ hỗ trợ hình thức học online thì rất là thuận tiện đối với anh chị mà cũng đang vướng bận một số những công việc khác. Thì ban buổi tối thì sau khi mà hoàn thành xong hết những công việc liên quan đến học thạc sĩ hay là nghiên cứu thì các anh chị có thể tham gia học CFA tại Smart Train ạ. Em xin hết ạ. Dạ Phân ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Tùng Đỗ cũng như là phần bổ sung từ chị Linh Lê. Thì ở đây tôi cũng sẽ ưu tiên nhìn cho các anh chị khán giả đang có mặt trong Zoom đặt câu hỏi trong khung cửa sổ chat nha. Chắc là chúng ta sẽ giải đáp cho câu hỏi của vị khách mang mã số A4100 Miss Nhung ha. Thì bạn ấy có hỏi là cho em hỏi chứng chỉ CFA khác nhau như thế nào so với chứng chỉ ACCA. Vâng ạ, về phần này thì tôi xin phép sẽ được mời chị Linh Lê bên ban tư vấn đào tạo Smart Train giải đáp cho chị Nhung nhé. Xin mời chị. Dạ vâng ạ. Câu hỏi của bạn Nhung, không biết là bạn Nhung đang là sinh viên hay là chị Nhung đã là bạn đi làm rồi ạ? Bởi vì thông thường chắc là câu hỏi này thì đa số là các bạn sinh viên sẽ gặp nhiều hơn đúng không ạ? Bởi vì các bạn sinh viên thì luôn là trong quá trình mà các bạn ấy đi tìm những định hướng công việc, nên là các bạn ấy sẽ rất phân vân về những chứng chỉ quốc tế. Thì chúng ta có thể thấy rằng là với ACCA hay là CFA thì sẽ có sự khác biệt khá là lớn. Thứ nhất là về nội dung những cái định hướng công việc mà các bạn muốn sử dụng hai chứng chỉ này. ACCA thì là chứng chỉ kế toán công chứng Anh Quốc, thì sẽ dành cho các bạn mà mong muốn là làm việc trong lĩnh vực về kế toán kiểm toán. Còn đối với CFA thì sẽ là chứng chỉ về phân tích đầu tư tài chính, cái này thì sẽ liên quan đến về tài chính nhiều hơn, thì điều đó sẽ phụ thuộc vào định hướng công việc của bạn là gì, trong tương lai là gì. Đó là về mục tiêu nghề nghiệp sẽ quyết định cho việc là bạn lựa chọn chứng chỉ nào. Và thứ hai là về nội dung chương trình học thì cũng có sự khác biệt khá là nhiều. Ví dụ như là CFA thì chúng ta sẽ có 3 level học. Còn ACCA thì chúng ta sẽ có chia ra các môn là 13 môn. Và tổng thời gian hoàn thành đối với chương trình ACCA thì có thể nói là sẽ khá là dài hơn. Và chi phí thì cũng sẽ cao hơn một chút so với CFA. ACCA thì để các bạn có thể hoàn thiện được 13 môn này thì ít nhất là chúng ta cũng cần khoảng thời gian là từ 2 năm rưỡi đến 3 năm. Và mức chi phí của nó thì sẽ tùy thuộc vào các bạn phân bổ hay lựa chọn các cái chương trình học như thế nào. Còn đối với CFA thì mỗi một level học của CFA thì chúng ta sẽ hoàn thiện trong khoảng thời gian được 4 5 tháng. Nên là nếu mà các bạn học nhanh và thi đỗ các level thì chúng ta cũng sẽ mất khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm. Còn và đấy là về sự khác biệt về thời gian hoàn thành nội dung các môn học và cũng như là về chi phí nữa. Và để nói về điểm khác biệt rõ nhất thì tôi nghĩ rằng là về cái nội dung chương trình học và mục tiêu của bạn khi mà bạn lựa chọn chứng chỉ là gì hay là định hướng công việc của bạn là gì thì bạn có thể lựa chọn một cái chứng chỉ phù hợp nhất. Và với kinh nghiệm thực tiễn của anh Tùng khi mà làm việc thì chắc là anh cũng thấy là sự khác biệt hai chứng chỉ này khi đã áp dụng một công việc đúng không ạ? Thì anh chia sẻ thêm, thực ra thì như chị Linh cũng đã chia sẻ với em, cũng đúng đấy, là thông thường là những ai mà xác định làm trong lĩnh vực kế toán kiểm toán hoặc là làm trong doanh nghiệp mà để xây dựng hệ thống kế toán này, hoặc là để là những cái người làm kiểu phòng finance, phòng tài chính ở trong các doanh nghiệp ấy, thì họ sẽ chọn con đường học ACCA. Còn những người mà theo học CFA là sẽ những cái bạn là muốn theo định hướng về đầu tư, môn như đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu này, hoặc là đi M&A này, tư vấn huy động vốn, là làm về corporate finance, về tài chính doanh nghiệp ấy, thì các bạn sẽ đi học theo hướng là học CFA. Đấy thì hai cái định hướng nó khá là khác xa nhau, và các em sẽ thấy là thực ra một phần nó cũng overlap một chút, đó là có nghĩa là cũng hiểu về phân tích về tài chính doanh nghiệp, cũng phải hiểu biết về doanh nghiệp, cũng hiểu cách về đọc báo cáo tài chính. Thì tuy nhiên cái định hướng gọi là xa hơn, định hướng dài hơi hơn ấy, thì mỗi bạn mỗi mỗi một chứng chỉ nó sẽ có một cái định hướng nó khác nhau. Đó, một bên là về đầu tư và một bên là về kế kiểm. Đấy, chị chia sẻ thêm như vậy thôi. Dạ, vâng ạ. Chắc hy vọng là phần trả lời vừa rồi thì đã giúp cho bạn Nhung có thể hiểu ra được sự khác biệt cơ bản giữa ACCA và CFA. Cảm ơn bạn. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của hai vị diễn giả.
Và tiếp nối chương trình thì tôi cũng sẽ xin phép gửi một câu hỏi nữa đến từ vị khách mang mã số A2201, Tom Nguyễn. Bạn hỏi là những khó khăn khi học CFA và kinh nghiệm học tập để vượt qua các kỳ thi CFA của các anh chị là gì ạ? Thì đối với câu hỏi này thì tôi xin phép được mời anh Đỗ Thanh Tùng, anh sẽ chia sẻ cho bạn. Xin mời anh ạ. Anh nghĩ khó khăn thì nó có cũng nhiều thứ. Thứ nhất đó là về khối lượng học nó rất là lớn. Không, như anh nói là mình có 10 môn học rất là nặng trong vòng thông thường là phải học trong vòng 2 đến 3 tháng là ít nhất, và mình phải học ít nhất là 2 lần. Đấy, như CFA họ recommend là em phải dành ra 300 giờ để em học được cái từng level của CFA. Cái thứ nữa đó là về anh nghĩ là nếu bạn nào mà chưa có background về finance á, thì nó sẽ khó hơn một chút so với những bạn đã có background finance. Thì tuy nhiên nó cũng không phải là một cái quá khó khăn đâu. Thì thực ra là những cái về ngôn ngữ cũng như là những cái cách viết của CFA nó khá là straightforward, nó khá là thẳng và nó sẽ không lắt léo như kiểu viết văn hay cái thứ. Nó rất là dễ để mà đọc. Rồi là cái với cái sự hướng dẫn của Smart Chain nữa, anh nghĩ là cái slide nó cũng rất là cô đọng và dễ hiểu ấy. Thì đấy nó cũng một cái giúp mình vượt qua. Một cái khó khăn nữa thì có thể là đối với những bạn nào mà về tiếng anh nghĩ là nếu mà các bạn muốn học các bạn cũng nên trau dồi dần. Thì thực ra về mặt tiếng Anh thì nó cũng không cần đến cái mức là các bạn phải IELTS 7 8 chấm hay 9 chấm đó. Đâu đấy là người ta thống kê là các bạn chỉ cần 5 chấm 6 chấm mà các bạn có khả năng đọc hiểu tốt là được. Đó, kể cả những cái thuật ngữ về mặt tài chính thì các bạn có thể search đọc Google hoặc là đọc Investopedia hay ngay trong sách người ta cũng giải thích cho các bạn rồi ấy. Nên là nó cũng không ngại về mặt vấn đề là chúng ta không có concept về mặt tài chính, bởi vì nó sẽ đi theo từng level. Level 1 nó sẽ từ cơ bản cho đến level 2 là advanced hơn, rồi đến level 3 là nâng cao, cao cấp nhất. Đấy. Thế thì từng level nó sẽ diễn ra cho các bạn rất là cụ thể và chi tiết. Đấy thì anh nghĩ là ba cái khó khăn đấy là chính. Thì còn để vượt qua thì anh nghĩ là nó sẽ phải thể hiện sự quyết tâm rất là lớn. Đấy là lý do tại sao mà người ta thích những người có CFA đấy, bởi vì thứ nhất là người đã thấy là các em đang bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để và thực sự rất quyết tâm để đeo đuổi một cái tấm bằng mà được công nhận toàn cầu. Đó. Ví dụ là em có CFA để em ở Việt Nam, em sang Singapore, em sang Mỹ, em sang Úc, hay khi mà người ta nói là em có CFA ấy, là gần như em được, người ta biết được là em là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính. Đấy thì đấy là lý do là khó khăn, là để vượt qua khó khăn đấy mình phải rất là quyết tâm. Đó, quyết tâm học, quyết tâm thi. Đúng không? Quyết tâm bỏ cái công sức ra bởi vì là nó rất là nặng. Đấy. Một cái nữa đó là việc balance về mặt đi thi thì nó sẽ phải balance về mặt thời gian. Đấy thì là những cái mà chúng ta cũng cần phải vượt qua, đó là em phải học rất là chắc về một kiến thức. Đấy, rồi là đi thi chúng ta phải manage được cái thời gian mà chúng ta học, thời gian chúng ta thi. Đó. Còn tất nhiên nó là đánh đổi thôi, chúng ta thì vì phải dành rất nhiều thời gian như thế nên là mình phải balance được giữa công việc và cuộc sống. Đấy, rồi là đi chơi những cái thứ nó cũng sẽ phải dành thời gian nhiều hơn cho việc học. Đấy thì chúng ta sẽ cần phải cái balance lại để cái công việc như thế. Đó, thì anh nghĩ là những cái khó khăn nhất là như vậy thôi. Ok. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ từ anh Đỗ Thanh Tùng. Dạ. Tiếp nối chương trình thì tôi cũng xin có một cái câu hỏi từ vị khách mang mã số A3110, chị Thanh. Chị hỏi, cho mình hỏi là để được chứng chỉ CFA, ngoài việc pass 3 level còn phải có 4 năm kinh nghiệm làm việc. Vậy thì 4 năm kinh nghiệm này có nhất thiết phải làm trong lĩnh vực đầu tư không? Hay lĩnh vực tài chính khác cũng được? Ví dụ như kế toán, kiểm toán, banking. Dạ. Về câu hỏi này thì chắc là em sẽ xin phép được mời anh Đỗ Thanh Tùng, anh giải đáp cho bạn nhé. Ừ, anh giải đáp luôn là nó không nhất thiết là phải làm đầu tư. Hồi xưa là mình, cái hồi mình apply cho CFA Charter Holder, mình có 4 năm kinh nghiệm, có 2 năm là kiểm toán và 2 năm là làm về đầu tư. Thế thì nhưng mà 2 năm về kiểm toán đấy, các bạn sẽ phải chứng minh được là trong cái quá trình mà các bạn làm kiểm toán và kế toán đấy, các bạn có cái kinh nghiệm liên quan đến cái việc phân tích báo cáo tài chính, liên quan đến việc định giá. Đấy, ít nhất là phải có cái sự related đến những cái môn học của CFA ấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ cần cái sự chứng minh đấy. Và để mà chứng minh được cái đấy, chúng ta cần có 2 đến 3 người reference. Đó. Thì các bạn sẽ kiếm được 2 đến 3 người là CFA Charter Holder reference cho các bạn. Nếu mà 2 cái người đấy không cùng cái hiệp hội của bạn ấy, thì các bạn sẽ phải cần đến 3 người. Đó.
đấy thì là cái để chúng ta chứng minh được. Cho nên là các bạn đừng ngại là nếu mà các bạn làm ngân hàng, các bạn làm kế kiểm, chúng ta vẫn được tính là cái kinh nghiệm để mà apply để CPA chapter holder. Dạ vâng, xin cảm ơn phần giải đáp từ phía anh Đỗ Thanh Tùng ạ. Ở đây thì tôi cũng thấy trên khung cửa sổ chat có rất là nhiều cái câu hỏi từ phía các anh chị. Thì tiếp nối chương trình tôi sẽ lựa chọn thêm câu hỏi để trao đổi với các anh chị nha. Rồi câu hỏi đến từ mã số A2140, anh Dũng. Anh Dũng đặt câu hỏi là cho em hỏi có những công việc liên quan tới quản trị tài chính doanh nghiệp thì chứng chỉ CFA có hỗ trợ nhiều trong công việc không ạ? Vâng, và về phía câu hỏi này thì xin mời chị Linh Lê, chị có thể hỗ trợ giải đáp cho anh Dũng được không chị? Dạ vâng ạ, chắc là để nói về nội dung công việc và nội dung chứng chỉ học mà có phù hợp với cả công việc hay không thì ra là CFA cũng liên quan rất là nhiều về tài chính, như là về việc học tài chính thì cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị trong cái việc mà quản trị tài chính doanh nghiệp. Đặc biệt là trong nội dung các môn học của CFA cũng có nhắc tới nội dung này. Còn về thực tiễn công việc với vị trí này thì chắc là anh Tùng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đúng không ạ? Dạ, anh Tùng có thể hỗ trợ giúp em không ạ? Ok, để mình chia sẻ thêm với các bạn là thực ra là về quản trị tài chính doanh nghiệp các bạn có CFA các bạn vẫn làm được. Và các bạn sẽ thấy là rất nhiều cái finance director cũng như là các CFO ở một số doanh nghiệp Việt Nam là có bằng CFA. Đó. Thì lý do tại sao ấy, bởi vì là CFA cái view của nó không chỉ là đầu tư đâu, một phần là các bạn phải hiểu được rằng là cái quá trình doanh nghiệp người ta vận hành như nào. Các bạn phải biết rằng là bởi vì chúng ta có học một cái môn gọi là môn tài chính doanh nghiệp corporate finance ấy. Thì cái môn đấy nó giúp các bạn hiểu được rằng cái dòng tiền trong một cái doanh nghiệp nó luân chuyển như nào, từ việc chúng ta đi huy động vốn cho đến khi doanh nghiệp người ta sử dụng cái tiền đấy để đi đầu tư để đem lại cái hiệu quả cho công ty. Đấy. Thì đấy, khi mà chúng ta làm một doanh nghiệp với góc độ là một CFO, là một cái giám đốc tài chính ấy, thì các bạn cũng sẽ phải làm được cái việc đó, là các bạn phải giúp công ty đi quản trị hệ thống kế toán, giúp công ty đi huy động vốn để chúng ta có cái tiền đấy chúng ta đi đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp sinh lời và tạo ra hiệu quả cho các cổ đông. Đấy, thế thì là CFA hoàn toàn cung cấp cho các bạn những cái kiến thức như vậy để các bạn làm được quản trị tài chính. Đó. Còn ACCA á, thì nó cũng overlap một chút về cái, các vấn đề về quản trị tài chính doanh nghiệp đối với CFA. Đấy, còn CFA các bạn thậm chí là còn advanced hơn là các bạn được học về các công cụ đầu tư. Đó. Cho nên là mình nghĩ là cái việc học CFA để mà chúng ta làm doanh nghiệp là chuyện bình thường, không vấn đề gì. Nó không bó hẹp vào cái việc là các bạn sẽ chỉ làm cho công ty tài chính, chỉ làm cho công ty chứng khoán, làm ngân hàng và quỹ đầu tư. Mà các bạn, cơ hội cho các bạn rộng mở ra rất doanh nghiệp rất là nhiều. Ok. Dạ vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của chị Linh Lê và anh Đỗ Thanh Tùng. Ở đây thì tôi cũng thấy có một câu hỏi liên quan đến hướng nghiệp của CFA. Câu hỏi từ bạn Cường Lê ạ. Em vừa nghe anh Tùng nói về cơ hội việc làm M&A. Em muốn hỏi để đi theo sâu vào lĩnh vực này thì ngoài CFA mình cần gì ạ? Dạ, mời anh Tùng mình giải đáp cho bạn nhé. Ừ, M&A đúng không? Thực ra cần gì thì là cần kinh nghiệm thôi, nghĩa là thế. Bởi vì thực ra kiến thức là các em CFA là gần như là kiến thức nền tảng rồi, là kiến thức cơ bản. Còn để mà làm M&A ấy, thì nó sẽ cần rất là nhiều các kỹ năng. Thực ra các em có thể search một cái gọi là Career Development Map, có nghĩa là một cái sơ đồ về phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Nó là của một cái hiệp hội gọi là Corporate Finance Institute. Đấy, thì cái hiệp hội đấy nó sẽ map cho em được rằng để em làm được cái nghề M&A này thì em phải có những kiến thức cơ bản. Thứ nhất là về xây dựng mô hình tài chính để em định giá được xem là cái công ty mà chúng ta muốn mua thì giá trị hợp lý nó là bao nhiêu. Rồi, cái tiếp theo nữa là các em phải hiểu về kiến thức về luật, đúng không? Và phải về luật để xem là cái luật M&A, những cái luật cạnh tranh, rồi luật doanh nghiệp các thứ nó liên quan đến như thế nào để mà một công ty người ta mua được một cái công ty mục tiêu. Rồi là những cái kiến thức về những cái kỹ năng mềm khác, ví dụ như là những cái kỹ năng về sale đúng không? Em phải đi tiếp cận khách hàng để xem là ok, anh muốn bán doanh nghiệp như này hay là anh muốn mua doanh nghiệp như thế kia thì em sẽ giúp anh tư vấn để mà anh đi M&A như thế. Rồi là những kỹ năng về negotiation skill đúng không? Bởi vì các em biết là khi bao giờ tham gia một thương vụ chúng ta sẽ có những cái mâu thuẫn, sẽ có conflict of interest giữa bên mua với bên bán. Thằng bán thì muốn bán với giá cao, thằng mua đúng không? Còn thằng mua thì muốn mua với giá thấp. Đấy, thì làm sao để chúng ta balance được những cái mối quan hệ đấy giữa bên mua và bên bán để chúng ta đạt được một cái deal thương vụ nó rất là
nó không bị break, nó không bị đổ vỡ. Đấy. Đó thì thực ra cái người làm M&A là cái kỹ năng của bạn nó rất là phải rất là cao, đúng không? Là nó phải kết hợp vừa kỹ năng của technical vừa kết hợp với kỹ năng về soft skill nó rất là tốt. Đấy, nhưng anh nghĩ là lấy những cái mà còn cụ thể chi tiết hơn thì em có thể đọc trong cái career development map, em có thể search Google. Đó, nó sẽ rất là rõ ràng hơn cho những người làm M&A các em cần cái gì. Còn kinh nghiệm thực tế của anh là chia sẻ thêm với em về những cái kỹ năng chính mà anh thấy thường gặp khi đối với các bạn làm deal M&A. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ từ anh Đỗ Thanh Tùng. Các anh chị và các bạn thân mến, thì hiện tại trong cửa sổ chat thì có rất là nhiều câu hỏi rồi. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn khuyến khích các anh chị mình có thể raise hand để đặt câu hỏi trực tiếp cho các anh chị diễn giả nha. Ban tổ chức xin mời các anh chị mình đặt câu hỏi ạ. Và trong quá trình mà chờ các anh chị mình raise hand đặt câu hỏi thì tôi cũng chia sẻ thêm một số các cái thắc mắc từ các anh chị đang tham gia chương trình ạ. Câu hỏi tiếp theo sẽ đến từ bạn có mã số B4107, Miss Oanh. Bạn có hỏi là trong quá trình em đang học CFA và vừa mới ra trường ngành tài chính ngân hàng, bản thân em muốn hướng theo phân tích đầu tư thì cho em hỏi nên apply vào vị trí nào cho phù hợp khi mà chưa có kinh nghiệm ạ? Rồi, để giải đáp cho câu hỏi của bạn Oanh thì lại một lần nữa em xin mời anh Đỗ Thanh Tùng, anh có thể giải đáp một chút xíu về cái câu hỏi này. Cảm ơn. Anh nghĩ câu hỏi này nó là một câu mà các bạn sinh viên rất hay hỏi, bởi vì là rất là khó để bọn em mới ra trường em apply ngay được một vị trí phân tích đầu tư ở một công ty chứng khoán hoặc một công ty quản lý quỹ. Thực lòng là như vậy, bởi vì rằng là thứ nhất là mức độ cạnh tranh nó rất là cao, thứ hai là mức độ đòi hỏi về mặt công việc của những cái vị trí này nó rất là lớn ấy. Thế thì thông thường chúng ta sẽ phải đi một cái đường vòng một chút, đó là em phải đi vòng vào công ty kiểm toán. Đó, Big Four, có thể là Deloitte, KPMG, EY, vân vân, rồi PwC. Thì ngoài ra là có thể là các công ty kiểm toán khác. Thì tuy nhiên là theo những gì hiểu biết của anh ấy, thì là, thường prefer Big Four. Đó, cái thứ nhất. Thì ngoài cái công ty kiểm toán, bởi vì lý do tại sao mà người ta thích tuyển bạn kiểm toán ấy, thì thứ nhất là kiểm toán này áp lực công việc cao, đúng không? Chúng ta hoàn toàn handle được những công việc với cái under the pressure. Tiếp nữa đó là những cái kỹ năng mà các bạn được đào tạo trong công ty kiểm toán nó rất là nhiều. Kỹ năng gì? Thứ nhất là kỹ năng về Excel, kỹ năng về lập báo cáo tài chính, kỹ năng về nhận diện rủi ro. Khi mà các em đọc vào một cái báo cáo tài chính, đọc về cái hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, các em hiểu được rằng là người ta đang vận hành như nào, người ta đang xây dựng một cái hệ thống kế toán như nào. Tiếp nữa là các bạn kiểm toán có những cái kỹ năng rất là tốt, bởi vì là các bạn được tiếp xúc với những cái người chủ doanh nghiệp, các bạn được tiếp xúc với finance manager, finance director, CFO các thứ, những cái gọi là gần như đầu não của một cái doanh nghiệp đấy, để các bạn ấy hiểu được rằng là một cái doanh nghiệp người ta đang làm ăn hiệu quả ra sao, nó có những cái rủi ro gì về mặt vận hành, những cái rủi ro về mặt báo cáo tài chính của nó nằm ở đâu đấy. Thì với những cái kiến thức như thế và với những kỹ năng như thế, thì lý do tại sao các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư người ta thường thích tuyển các bạn có kinh nghiệm từ kiểm toán cho những cái vị trí làm về phân tích đầu tư đó. Rồi còn những cái vị trí tiếp theo nữa ngoài kiểm toán, anh thấy đó là về thẩm định tín dụng hoặc là về quan hệ khách hàng ở các tổ chức ngân hàng. Đấy thì cũng là một cái, hoặc là môi giới. Thực ra môi giới nó hơi khó một chút, bởi vì thường môi giới là các bạn sẽ thường đi tiếp tục theo những cái bước đường của môi giới, bởi vì là nó sẽ thiên về sale nhiều hơn ấy. Đấy. Thì nên là, nhưng mà cũng không ngoại trừ đâu. Thì nếu mà các em làm môi giới mà các em có những cái kỹ năng tốt và có những cái bằng cấp tốt thì nghĩ nó cũng là một cái con đường tốt để mà mình làm ở những cái vị trí phân tích thôi. Đấy, thì đấy là những cái chia sẻ của anh khi mà anh nhìn thấy là về đứng từ góc nhìn của người tuyển dụng, cũng như đứng dưới góc độ thực tế khi mà anh ra trường, anh cũng đi theo những con đường như thế. Đó, những năm đầu cũng làm kiểm toán, sau đấy mới bắt đầu đi vào những cái lĩnh vực về tài chính đầu tư. Dạ vâng ạ, em cảm ơn phần chia sẻ của anh Đỗ Thanh Tùng. Dạ. Một câu hỏi tiếp theo nó sẽ liên quan đến lộ trình học và thi. Câu hỏi này đến từ chị Vũ Thị Thanh Thủy từ công ty cổ phần Lotus Quality Assurance. Chị đang làm công việc là kế toán và chị có đặt câu hỏi như sau: lộ trình học và thi cũng như chi phí mỗi khóa học là như thế nào? Thì đối với phần này em nghĩ là chị Linh Lê sẽ là người hỗ trợ giải đáp tốt nhất ạ. Em xin mời chị Linh Lê.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Nghi và xin cảm ơn câu hỏi của chị Thủy. Nói chung là câu hỏi của chị Thủy thì cũng khá là bao quát về lộ trình học với lộ trình thi CFA hiện tại bây giờ. Thì đối với như là phần chia sẻ của anh Tùng cũng như là phần chia sẻ phần đầu chương trình của tôi thì cũng gần nhất đến là CFA của chúng ta thì sẽ gồm có 3 level và sẽ đi từ level 1 tới level 3. Khác với một số những chứng chỉ khác thì đối với CFA chúng ta bắt buộc phải đi theo thứ tự từ level 1 tới level 3, bởi vì mức độ khó thì sẽ tăng dần theo 3 level này. Nên là tuần tự thì chúng ta sẽ học theo từng level. Khi tham gia học chương trình CFA hiện tại Smart Train thì cũng có đào tạo cả 3 level. Về mức chi phí thì hiện tại bây giờ đối với chương trình CFA level 1 thì chúng ta sẽ học trong vòng 117 giờ và sẽ tương đương khoảng 4 tháng rưỡi, đã bao gồm những nội dung về ôn tập hay là các bài thi thử. Và về chi phí hiện tại thì với level 1 mức học phí đang là 17 triệu và sẽ có những chương trình ưu đãi là giảm xuống còn khoảng 16 triệu. Hay là đối với level 2 và level 3 thì về phần này tôi có thể xin phép là share lại phần slide của mình được không ạ? Dạ vâng, xin mời chị Linh Lan. Phần ngay từ phần đầu thì tôi cũng có nhắc tới, nhưng mà chắc là slide cũng hơi nhanh một chút nên là các anh chị cũng chưa thể quan sát được hết về chi phí này. Đã, vâng ạ, đây là cái mức chi phí đối với chương trình học CFA. Như các anh chị thấy thì ở đây học phí gốc sẽ là 17 triệu và chương trình học phí ưu đãi là còn 16 triệu. Hay là mức độ với level 2 thì học phí sẽ cao hơn một chút so với level 1, đó là 18 triệu và giảm xuống còn 17 triệu. Và level 3 thì sẽ cao hơn level 1 và level 2 là 19 triệu, giảm còn 18 triệu. Đương nhiên là khi mà đăng ký theo các combo hoặc là các gói thì các ví dụ như là combo level 1 và level 2 thì các anh chị sẽ được giảm và học phí sẽ thấp hơn so với việc mà chúng ta đăng ký lẻ từng level. Đặc biệt hơn nữa thì gói chọn gói 3 level là 54 triệu nhưng mà giảm xuống khá là sâu thì còn hơn 40 triệu thôi. Và chia ra mức này thì tương đương khoảng là hơn 13 triệu cho một level thì giá rất là chương trình giá rất là ưu đãi. Ngoài ra thì cũng có một số những chương trình ưu đãi hiện tại nữa trong tháng 10 này mà Smart Train đang dành cho tất cả các anh chị học viên. Đó là chương trình tặng voucher 1 triệu đồng và sẽ giảm trực tiếp vào trong học phí. Ngoài ra thì có những phần quà rất là hấp dẫn đi kèm khi mà các anh chị đăng ký các chương trình học với gói học phí từ 15 triệu trở lên. Hay là khi đăng ký nhóm từ 2 người thì chúng ta cũng có những mức phí áp dụng như là được giảm 3% này. Nhóm 3 đến 4 người thì giảm 4%. Hay là nhóm trên 4 người thì sẽ là giảm 5%. Nên là nhìn chung thì với chi phí như vậy thì thực ra thì đối với tất cả các chứng chỉ quốc tế thì chi phí học không phải là một số tiền nhỏ. Chúng ta cần phải đầu tư ngoài thời gian, sự tập trung, công sức để học tập, chúng ta cũng phải đầu tư về tài chính nữa. Và CFA thì cũng là một trong những chứng chỉ quốc tế và có mức chi phí thì như các bạn thấy là chọn gói là 3 level sẽ là khoảng hơn 40 triệu. Vì vậy là một trong những điều rất là cần thiết và quan trọng ngoài việc mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng học CFA, đó là về định hướng công việc của mình, về kinh nghiệm làm việc hay là về kiến thức chuyên môn, thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng về phần tài chính nữa để có thể hoàn thành tốt nhất chương trình CFA này. Dạ, vâng ạ. Và nếu như mà các anh chị còn đang băn khoăn về những vấn đề như là chi tiết về lộ trình học, chi tiết về chương trình học hay là các thông tin có liên quan thì các anh chị cứ để lại thông tin trong box chat hoặc là các anh chị có thể để lại thông tin liên hệ trực tiếp với các bạn ở trong trong bộ phận hỗ trợ sự kiện. Các bạn thì sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn nữa đối với các anh chị ạ. À, vâng. À, xin lỗi mình thì mình thấy có một câu hỏi của bạn Vi có đặt một câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề về phí thi cũng như là về phí đăng ký thi đúng không ạ? Dạ đúng rồi, Linh Lê ơi. Dạ vâng ạ, mình xin phép trả lời câu hỏi này luôn. Vậy chắc là chị Vi cũng vào hơi muộn một chút nên là chúng ta bỏ qua phần đầu. Thì đối với phí thi ấy, phí thi chương trình CFA thì cũng sẽ có những cái chi phí, nhiều loại chi phí khác nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có phí đăng ký ban đầu. Hiện tại bây giờ thì đang là 350 đô. Và ngoài ra thì cũng có phí thi của từng level. Và với phí thi của từng level thì lại có hai mức phí thi khác nhau. Đó là phí
phí thi khi mà các anh chị đóng sớm và phí thi đóng đúng hạn. Thông thường thì đóng sớm thì hiệp hội họ sẽ quy định tùy từng thời điểm khác nhau, nhưng mà mức đóng sớm thì sẽ rơi vào tầm khoảng là 6 tháng trước kỳ thi chính thức, và mức phí đóng sớm sẽ là 900 đô. Còn ngoài ra thì mức phí đóng đúng hạn thì sẽ là 1.200 đô ạ. Nên là các anh chị khi mà tham gia, trước khi tham gia thi thì chúng ta cũng cần tìm hiểu kỹ một chút về về học phí cũng như là phí thi để chúng ta đăng ký sớm hơn một chút để có mức phí ưu đãi và hỗ trợ tốt hơn từ phía hiệp hội. Và lần tôi xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời và chia sẻ của chị Linh Lê. Ở đây thì tôi đã thấy cánh tay của một bạn đến từ có mã số là A4144, Miss Nhi. Xin mời bộ phận kỹ thuật nhờ các anh chị có thể mở mic cho chị Nhi để chia sẻ câu hỏi ạ. Hello. Chào chị Nhi. Em chào các anh chị ạ, em chào chị MC. Hiện tại em đang là sinh viên, em đang sinh viên khoa quản trị tài chính doanh nghiệp. Thì em rất quan tâm về cái chương trình CFA, nhưng mà em cũng hơi lo lắng về cái khả năng học của mình, tại vì em được biết là cái này là học hoàn toàn bằng tiếng Anh, cũng như là từ ngữ tiếng Anh chuyên ngành, do em không có được tốt về phần này lắm. Thì đối với một bạn sinh viên năm 2 như em thì với tiếng Anh không tốt thì không biết là việc học này có phù hợp với em không ạ? Và em cần chuẩn bị gì để cho cái việc học này nó được diễn ra tốt nhất ạ? Em cảm ơn ạ. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi đến từ bạn Nhi. Thì đối với câu hỏi này, chắc là tôi xin phép được mời chị Linh Lê, chị có thể giải đáp cho bạn Nhi. Cảm ơn Nhi và xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nhi. Thì thực ra là phần này anh Tùng vừa nãy cũng có chia sẻ rồi về vấn đề là học. Alo ạ. Như phần vừa rồi thì anh Tùng cũng có chia sẻ về vấn đề là việc trình độ học tiếng Anh thế nào thì được gọi là phù hợp khi mà chúng ta chuẩn bị học và thi CFA. Đây có lẽ là vấn đề về trình độ tiếng Anh thì là một trong những vấn đề mà có rất là nhiều các bạn cũng như là các anh chị học viên quan tâm khi mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng học một chứng chỉ quốc tế, không chỉ là CFA mà còn một số chứng chỉ khác như là ACCA, CIA hay là CMA. Thì thực tế là với chứng chỉ CFA chúng ta sẽ phải thi bằng tiếng Anh. Thi bằng tiếng Anh. Tuy nhiên là như anh Tùng có chia sẻ là với nội dung học của CFA khá là tức là câu từ khá là dễ hiểu đúng không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta khi mà học CFA tại SmartTrain thì chúng ta sẽ học hình thức là học song ngữ và sẽ giảng viên sẽ cung cấp cho anh chị là những cái vốn từ vựng chuyên ngành. Với trình độ đầu vào như anh Tùng có chia sẻ thì tiếng Anh của chúng ta đâu đó rơi vào khoảng mức từ 5.0 đến 6.0 IELTS. Đặc biệt là CFA, nên là các bạn hoàn toàn có thể tự tin, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể tự tin để học CFA, bởi vì là CFA cũng có một điểm rất là lợi thế dành cho các bạn, đó chính là với các kỳ thi của level 1 và level 2 thì chúng ta sẽ thi hình thức là trắc nghiệm. Điều này thì có nghĩa rằng là các bạn sẽ không cần phải giỏi hoặc là các bạn không cần phải tốt cả bốn kỹ năng của tiếng Anh là nghe, nói, đọc, viết, mà chủ yếu là chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng đọc. Kỹ năng đọc các bạn chỉ cần đọc hiểu, và ngoài ra thì các bạn sẽ có vốn từ vựng. Và hình thức trắc nghiệm này thì sẽ giúp cho các bạn là sẽ không gây khó khăn cho các bạn trong việc mà chúng ta sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra thì trong gọi tiếng Anh thì nó là một việc mà chúng ta cần phải bồi đắp trong một quá trình dài. Nên là trong quá trình chúng ta vừa học CFA, chúng ta vừa bồi đắp thêm phần từ vựng của mình, thì các bạn hoàn toàn là có thể học được CFA và có thể thi được CFA. Nghĩa đây là câu trả lời của mình ạ. Xin cảm ơn phần giải đáp đến từ chị Lâm Lê. Thì hy vọng là bạn Nhi cũng đã có thể tự suy nghĩ và trả lời lại giúp cho cái thắc mắc của mình rồi. Vâng ạ, phần tiếp theo thì tôi thấy có raise hand từ phía mã số B4104. Mời bộ phận kỹ thuật có thể mở mic cho bạn anh. Dạ vâng, em chào anh chị ạ. Mời bạn đặt câu hỏi cho các diễn giả nha.
Em là sinh viên năm 2 học viện ngân hàng. Em có dự định là tầm cuối năm 2 đầu năm 3 em thi CFA level 1 ạ. Thì em không biết là cái dự định của em có bị cái kế hoạch thi đấy của em nó có bị vi phạm requirement của viện không ạ? Bởi vì em có đọc trên website thì người ta bảo là để thi level 1 thì nó phải là tầm 11 tháng trước khi dự kiến tốt nghiệp, còn level 2 là sau khi tốt nghiệp ạ. Được không? Em cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Đối với câu hỏi này thì tôi xin mời anh Đỗ Thanh Tùng. Không biết trung tâm biết không, hồi xưa của anh là năm thứ tư anh mới, là theo quy định là năm thứ tư mới được học, còn anh không biết là ăn sinh nào thì có update gì mới không. Còn thực ra thì nó phụ thuộc vào thời điểm em thi nữa cơ, còn học thì em vẫn học được, em vẫn được học, còn phụ thuộc vào thời gian em thi là vào kỳ nào. Còn anh không biết là đến thời điểm này là mình có phải nộp cái gì để chứng minh không nhỉ, không biết trung tâm có biết không. Chứ còn Dạ từ vâng. hồi xưa là không cần chứng minh gì, và anh biết là có những bạn năm thứ tư các bạn đã xong level 3 rồi chứ cũng không hẳn là thế, nên là anh không rõ là đến thời điểm này về quy định của CFA nó có thay đổi hay không, thì nhờ trung tâm giới thiệu thêm cho bạn một chút. Dạ vâng, vậy thì tôi xin phép sẽ được nhường câu hỏi này về phía chị Linh Lê, mời chị có thể giải đáp nhé. Dạ vâng ạ. Về câu hỏi này thì thực ra là đối với các bạn về việc học CFA và em muốn dự định thi vào cuối cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đúng không? Theo như cái kinh hiện tại bây giờ, thông tin hiện tại bây giờ thì các bạn sinh viên năm 2 đã hoàn toàn có thể học và thi CFA được rồi. Còn đối với chương trình CFA level 2 thì mới yêu cầu là các bạn phải có tức là gần như thời điểm mà hoàn thành có bằng đại học ấy là trước 11 tháng. Hiện tại là như vậy. Còn với như trước là năm của anh Tùng thì có những bạn mà năm Tùng anh Tùng là năm năm 4 là đã hoàn thành cả 3 level rồi ạ. À? Thực ra thì cái đấy nó cũng hơi lách một tí, nhưng mà hồi anh thì là năm năm bốn là anh mới xong level 1 thôi, đến chỉ là đi làm xong 1-2 năm thì chúng mình mới có tiếp. Nhưng ý anh là ý mình là siêu bên người ta không kiểm tra đấy, thì và cũng không thấy nó gắt gao về vấn đề đấy, nên là nếu mà các bạn muốn thì các bạn vẫn học được, ý anh là thế thôi. Còn còn thực tế ăn để update đến thời điểm này ấy, thì không biết là các bạn có phải submit ra một cái giấy tờ gì đấy để chứng minh các bạn đã ra trường rồi các bạn mới được thi CFA level 2 hay không ấy. Thì em chưa biết là đến thời điểm này mà có bệnh bị bắt bẻ cái vấn đề đấy không thôi. Dạ vâng ạ, đối với hiện tại bây giờ các bạn thi level 1 thì các bạn hoàn toàn có thể thi được rồi, bởi vì các bạn chỉ cần có giấy xác nhận sinh viên. Cái này thì các giấy các bạn có thể xin được ở trường. Còn đối với level 2 thì các bạn cần phải có bằng đại học, có bằng tức là có bằng đại học rồi. Thì khi mà các bạn đăng ký thi, như các bạn đã thấy lúc đầu là mình cần phải ngoài passport này, cái gì các bạn cần phải có những giấy tờ tương đương liên quan, thì đó như là về giấy xác nhận sinh viên này, hoặc là hai là về bằng đại học để chứng chứng tỏ rằng các bạn đã tốt nghiệp hay các bạn còn đang là sinh viên, để các bạn khi mà các bạn đăng ký thi ấy. Đó thì em mình chị nghĩ là em hoàn toàn có thể tự tin là chuẩn bị học và đăng ký thi, bởi vì thời điểm mà cuối 2022 đầu 2023 thì cũng đang là cuối 2022 rồi, không biết là em dự định thi kỳ nào và em đã chuẩn bị như thế nào rồi. Bộ phận hỗ trợ sự kiện có thể mở mic giúp bạn được không ạ? À, bạn Anh ơi, bạn còn ở đó không ạ? Mời bộ phận kỹ thuật có thể hỗ trợ mở mic cho bạn giúp mình nhé. Dạ. À, em có bảo là dự định thi cuối năm 2 đầu năm 3 của đại học thì tầm tháng 8 năm 2023 em dự định thi tầm đấy. À, tháng 8 của 2023. À, Vâng. thế thì thời điểm đấy thì sang năm sau thì em có thể đăng ký thi vào kỳ tháng 8 đúng không? Như vậy thì từ bây giờ em cũng có thể chuẩn bị được rồi, và em hoàn toàn có thể là học bắt đầu học và đăng ký thi để mình có thể đăng ký vào kỳ kỳ đăng ký sớm đó, thì mức chi phí sẽ hỗ trợ hơn cho em. Đặc biệt là khi mà em tham gia học thì chắc chắn là các anh chị ở bên bộ phận hỗ trợ học viên của Smart Train sẽ hỗ trợ cho em trong cái việc đăng ký thi và giải đáp những vấn đề liên quan đến kỳ thi.
Đấy là phần chia sẻ vừa rồi của tôi về cái vấn đề về thi cho các bạn sinh viên ấy. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần giải đáp từ chị Linh Lê. Kính thưa quý vị và các bạn, tại vì thời lượng của chương trình thì mình cũng không nhiều nên chắc là tôi xin phép sẽ được hỗ trợ thêm một phần câu hỏi nữa đến từ mã số A4223 từ bạn Tấn Dũng. Thì bạn có đặt câu hỏi cho anh Tùng như thế này: hiện tại em đang làm trưởng nhóm kiểm toán, vị trí này có thể trở thành một CFO trong tương lai không? Em có cần chuyển vào quỹ đầu tư làm việc để có kinh nghiệm liên quan đến tài chính không? Muốn làm quỹ đầu tư có cần CFA không ạ? Em cảm ơn anh Tùng. Dạ. Tôi xin mời anh Đỗ Thanh Tùng có thể hỗ trợ giải đáp cho bạn về câu hỏi này. Thực ra là anh nghĩ nó đang là hai hướng đó. Một là hướng CFO và một hướng quỹ đầu tư, là nó anh những cái skill set nó khác nhau nhiều. Đó. Khi mà em làm giám đốc tài chính một doanh nghiệp thì cái view của em sẽ là làm sao mình quản lý được cái dòng tiền cho doanh nghiệp nó tốt để mà đi đầu tư này nọ cho cái doanh nghiệp đấy. Và doanh nghiệp thường đầu tư nó không phải là đầu tư cổ phiếu và đầu tư trái phiếu, mà nó sẽ là đầu tư vào các dự án rồi đi M&A các thứ, cái view nó sẽ khác. Còn khi mà làm với quỹ đầu tư ấy, thì em sẽ phải là đi đầu tư về cổ phiếu niêm yết, đầu tư trái phiếu, hoặc là đi đầu tư vào private equity ấy. Có nghĩa là ví dụ như là Mekong kép này, họ đầu tư vào những doanh nghiệp ví dụ như Visa4P rồi Thế Giới Di Động, nuôi nuôi các công ty đấy từ khi còn nhỏ cho đến khi họ niêm yết và lên sàn được và ăn được những cái realize, những cái return lớn ấy. Đấy thì hai cái hướng này nó đang khác nhau một chút. Còn hiện tại em đang làm kiểm toán rồi ấy, thì anh nghĩ là cái hướng mà hợp nhất hiện tại đối với kiểm toán thì sẽ là CFO đó, và học CFA kết hợp với background về kiểm toán nữa thì anh nghĩ là cái hướng CFA nó à cái hướng CFO nó rất là phù hợp. Còn em hỏi là để làm CFO thì có cần làm quỹ đầu tư không ấy, thì anh nghĩ là không, bởi vì thực ra là cái hai hướng này nó khá là khác nhau một chút đấy, như như anh vừa nói, có nghĩa là nếu mình đã đi định hướng với CFO thì mình sẽ đi theo CFO và mình sẽ làm trong từ các doanh nghiệp rồi để mình làm ở các phòng nguồn vốn rồi là các phòng finance của doanh nghiệp đi lên theo hướng CFO. Còn những cái bạn nào đã đi theo hướng quỹ đầu tư ấy, thì sẽ là thiên về lĩnh vực đầu tư tài chính nhiều hơn đó. Thì nếu mà em muốn chuyển ngành từ ngành kiểm toán sang ngành quỹ đầu tư thì mình sẽ học CFA rồi mình chuyển dần sang những cái quỹ đầu tư đó. Chứ còn anh nghĩ là nếu mà từ quỹ đầu tư để ngoặt sang CFO thì nó hơi lệch một chút, và đâu đấy là vẫn có thể sang được, nhưng mà nó sẽ là về định hướng nghề nghiệp của những người đang trong quỹ đầu tư, họ muốn ra làm doanh nghiệp thì họ muốn làm ra con đường đấy thôi. Thì đấy là cái lựa chọn của mình, cái định hướng nghề nghiệp của mình khi mà mình ra cái quyết định là mình sẽ làm ở đâu và như thế nào thôi. Còn anh nghĩ hiện tại với background của em thì con đường CFO có vẻ là nó sẽ phù hợp nếu mà em đã định hướng làm CFO. Ok, thì anh dừng ở đây nhé. Không biết các bạn còn câu hỏi nữa không thì bạn trao đổi thêm. Dạ vâng, em cảm ơn cô chia sẻ từ anh Đỗ Thanh Tùng. Và tiếp theo thì còn một câu hỏi nữa liên quan đến CFA. Thì chắc là câu hỏi này tôi sẽ xin mời chị Linh sẽ giải đáp cho bạn nha. Bạn A2108 có hỏi: em có hứng thú với ngành auditing thì ngoài CFA ra có các chứng chỉ nào có thể hỗ trợ cho em nữa không ạ? Em thấy bên mình có CIA thì em có thể hỏi thêm thông tin về chứng chỉ đó được không ạ? Dạ vâng, với câu hỏi này thì tôi xin mời chị Linh Lê, chị sẽ trả lời và giải đáp cho bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn My. Câu hỏi vừa rồi của bạn thì lại liên quan đến về lĩnh vực về kiểm toán. Về kiểm toán thì thực ra là chứng chỉ mà phù hợp với kiểm toán nhất thì có lẽ sẽ là kiểm toán nội bộ, giống như bạn có nhắc tới là CIA, đấy là kiểm toán nội bộ công chứng. Và đối với chứng chỉ CIA này thì chúng ta sẽ có 3 phần. Đây CIA cũng là một chứng chỉ quốc tế, và nhìn chung thì chúng ta cũng sẽ phải cũng giống như là đối với CFA thì chúng ta hình thức học tại Smart Train hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng vẫn sẽ là học song ngữ, và khi thi thì chúng ta cũng sẽ thi bằng tiếng Anh. Nếu như bạn đã hứng thú với ngành kiểm toán thì bạn có thể tham khảo về CIA. Và với CIA thì
Thời gian hoàn thiện của CIA thì có thể nói là sẽ ngắn hơn một chút đối với CFA. Hiện tại SmartTrain có tổ chức các chương trình giảng dạy về CIA với cả 3 phần, và mỗi một phần thì chúng ta sẽ học khoảng khoảng thời gian là 2 đến 3 tháng. Về ngoài CIA thì khi mà bạn đã có kinh nghiệm hơn một chút, có nhiều kinh nghiệm hơn và bạn đang làm việc trong lĩnh vực về kiểm toán rồi, thì chúng tôi cũng có thêm một chương trình học nữa, đó là kiểm toán nội bộ ứng dụng. Nhưng mà thông thường thì cái này sẽ phù hợp với các anh chị mà đang đi làm ở trong lĩnh vực trong ngành nhiều hơn. Mà không biết là hiện tại bây giờ thì bạn đang là sinh viên hay bạn đang đã đi làm rồi, và kinh nghiệm làm việc của bạn là như thế nào. Nhưng mà về nếu bạn đã có hứng thú với lĩnh vực về kiểm toán thì CIA cũng sẽ khá là phù hợp đối với bạn. Và về chi tiết thì có lẽ là bạn bên hỗ trợ sự kiện cũng như là bên đội ngũ tư vấn của Smart Chain sẽ liên hệ để trao đổi chi tiết hơn đối với bạn về lộ trình học, cũng như là về thông tin các khóa học đang được tổ chức như thế nào, hay là về chương trình học phí á. Nếu như mà bạn có quan tâm thì bạn có thể lại lại thông tin trong box chat nhé, và đội ngũ hỗ trợ sự kiện thì sẽ tư vấn và liên hệ trực tiếp với bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trả lời của chị Linh Lê ạ. Không biết là từ phía khán giả của chúng ta đang tham gia trong Zoom thì các anh chị còn có muốn đặt câu hỏi nào thì có thể raise hand nha, để tôi có thể hỗ trợ cho mình. Vâng ạ, chắc là sẽ có một cái câu hỏi cuối cùng cho cái phiên hỏi đáp ngày hôm nay ha. Thì tôi xin phép được dẫn câu hỏi của bạn A4131. Em muốn hỏi, nếu định hướng ngành nghề về mảng thẩm định kinh doanh, xin lỗi, thẩm định doanh nghiệp, dự án đầu tư thì nên đi học TFA hay IFRS ạ? Về ngành thẩm định doanh nghiệp, dự án đầu tư thì chắc là mảng phần này em xin phép mời anh Đỗ Thanh Tùng, anh có thể chia sẻ với bạn. Thẩm định thì nghĩa học CFA là phù hợp rồi, bởi vì là chuyên về phân tích báo cáo tài chính, người đọc hiểu báo cáo tài chính để đánh giá tình hình doanh nghiệp ấy. Còn IFRS thì như anh hiểu là xếp ở Smart Chain chúng ta là một cái chứng chỉ về lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế thôi, thì anh nghĩ là ở các em học cũng được, bởi vì là về trong tương lai định hướng về Việt Nam là chúng ta cũng sẽ phải tiến ra quốc tế nhiều, thì cái việc mà đọc hiểu được báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế thì nó cũng giúp em khi mà em thẩm định về dự án đầu tư, cho nên là thẩm định dự án đầu tư cũng như thẩm định một cái doanh nghiệp. Còn về kiến thức nền tảng để mà đi đi thẩm định được nhé thì là trong CFA, còn kiến thức để đọc hiểu về báo cáo tài chính quốc tế thì các em sẽ học IFRS đấy. Nên là thực ra thì anh nghĩ là về trong tương lai thì những cái ai mà có kiến thức về IFRS nó cũng bổ trợ rất là nhiều trong cái việc mà sau này tiến tới các tập đoàn lớn, người ta sẽ phải convert báo cáo sang IFRS để mà tiếp cận thu hút vốn từ vốn ngoại rất là nhiều. Thì đấy, anh nghĩ là chúng ta có thể combine cả hai chứng chỉ. Dạ. Vâng ạ, em sẽ phép bổ sung một chút. Đó là theo như định hướng công việc của bạn thì bạn muốn làm về mảng là thẩm định doanh nghiệp thì có lẽ là CFA thì sẽ phù hợp hơn. Còn về IFRS hiện tại bây giờ thì đó là về chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS. Đây là về chuẩn mực báo cáo tài chính mà sắp tới thì năm 2025 tất cả các doanh nghiệp sẽ phải áp dụng. Và thực ra thì nó như anh từng nói thì khi mà bạn học IFRS thì nó sẽ là một công cụ bổ trợ cho công việc của bạn. Còn nếu như mà về định hướng chính xác cũng như là phục vụ tốt nhất cho công việc về thẩm định doanh nghiệp thì bạn nên tập trung vào học CFA. Và vì CFA thì sẽ học chuyên sâu hơn, thời gian cũng sẽ lâu hơn một chút. Còn về IFRS thì cũng sẽ có nhiều mức độ khác nhau, và tùy theo nhu cầu của bạn, bạn cũng thời gian hoàn thành thì sẽ khá là nhanh hơn. Thì đây nó sẽ là một công cụ để bổ trợ cho công việc của bạn đấy. Đã, mình xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần giải đáp từ phía anh Đỗ Thanh Tùng và chị Linh Lê. Và trước khi mình khép lại cái phần hỏi đáp ngày hôm nay thì tôi cũng muốn gửi gắm các anh chị khi đang tham gia chương trình có thể giúp chúng tôi đánh giá chất lượng cũng như cải tiến cho những cái sự kiện kế tiếp, thì mình vui lòng dành ít phút để điền phiếu khảo sát vào link trong khung chat nha mọi người. Vâng ạ, thì chỉ còn vài phút nữa thôi là kết thúc chương trình, thì chúng ta sẽ đến với phần vòng xoay may mắn các bạn nha. Ở trong khung chat thì chúng tôi đã nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi, cho nên số lượng các bạn tham gia vòng xoay cũng tương đối là nhiều. Thì tiếp theo đây tôi xin được mời bộ phận kỹ thuật sẽ share màn hình để chúng ta cùng theo dõi ai sẽ là chủ nhân của những phần quà từ ban tổ chức ngày hôm nay. Như cơ cấu giải thưởng ban đầu tôi đã chia sẻ thì giải nhất sẽ là một ba lô cao cấp Smart Trend, giải nhì sẽ là một chuột không dây và giải ba sẽ là voucher 500.000 đồng.
Vâng ạ, hiện tại thì đã có những cái tên trong vòng xoay. Chúng ta sẽ bắt đầu xoay vòng đầu tiên để tìm ra ai là chủ nhân của ba lô cao cấp Smart Trend anh chị nhé. Không biết là anh chị nào sẽ may mắn nhận được phần quà đầu tiên. Dạ vâng ạ, xin chúc mừng A4100 bạn Nhung. Bạn đã đặt câu hỏi cho các anh chị diễn giả, xin chúc mừng bạn và mời bạn Nhung sẽ liên hệ với ban tổ chức của chương trình để mà các anh chị hỗ trợ gửi tận tay các bạn những phần quà nhé. Vâng ạ, đến lượt thứ hai sẽ là lượt quay cho chủ nhân của giải nhì là chuột không dây. Xin mời vòng quay ạ. À, tôi đã thấy vòng xoay bắt đầu dừng lại. Vâng, chúc mừng A4131 bạn Duyên. Chúc mừng Duyên, mời bạn liên hệ với ban tổ chức để có thể cung cấp thông tin. Vâng ạ, và vòng xoay cuối cùng sẽ là giải 3. Voucher 500.000 đồng khi các anh chị mình đăng ký khóa học tại Smart Trend. Vâng ạ, và cuối cùng xin chúc mừng A2108 bạn Khoa đã may mắn nhận được voucher trị giá 500.000 đồng. Một lần nữa tôi xin chúc mừng cả ba bạn đã nhận được những món quà xinh xắn từ phía chương trình ngày hôm nay ha. Các bạn khán giả còn lại chưa nhận được phần quà thì cũng đừng buồn nha. Chúng ta còn rất là nhiều cơ hội khi tham gia các chương trình hội thảo sau này của Smart Trend ạ. Vâng. Kính thưa các anh chị và các bạn, chương trình hội thảo giới thiệu và giải đáp thắc mắc về lộ trình học và thi tiếp đến đây cũng kết thúc. Xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đến tận giờ phút này cùng chương trình.